Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 161. Khung cảnh đột nhiên thay đổi, yêu thụ quỷ mẫu tấn công bừa bãi. Không phân biệt ai là ai, dù sao thì Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương cũng bị yêu thụ quỷ mẫu tấn công sau khi đại kiếm sư bị đánh bay. Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dương Bách Xuyên rút kiếm chém vào. Những cây mây đang tiến về phía mình, bùm, một kiếm này, chấn động đến nỗi khiến tay Dương Bách Xuyên tê dại. Cây mây trong suốt mạnh hơn cây mây âm lôi trước đó vô số lần, căn bản là không cùng đẳng cấp. Thứ đang tấn công họ bây giờ chính là cây mây nguyên thủy của yêu thụ quỷ mẫu. Mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, ối, một tiếng gầm dài vang lên, Dương Bách Xuyên quay đầu lại, Tuyết Hương đã biến hình. Dưới sự tấn công của yêu thụ quỷ mẫu, Tuyết Hương không thể chống cự nên nàng ấy chỉ có thể thể hiện sức mạnh của mình tốt hơn bằng cách biến thành bản thể. Ở bên kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đại kiếm sư Hàn Dương đã bị 9 phân thân cây quỷ áp chế hoàn toàn trong dây leo. Sau khi bị hắn chém một kiếm, cây mây chỉ cong lại một chút rồi lại lao về phía hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy nhiều tiếng nổ trên không trung. Không dưới hàng chục cây mây đột nhiên xuất hiện, một hai cái đã đủ khó rồi, nhưng lần này thì hay rồi, hơn 10 cái xuất hiện cùng một lúc. Đầu của Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy nặng nề, tim hắn đập nhanh hơn, điều đó có nghĩa là mối nguy hiểm lớn hơn. Dương Bách Xuyên lúc này không có lựa chọn nào khác, điều hắn chỉ có thể làm là cắn răng chống cự. Hơn nữa, đối mặt với sự tấn công của yêu thụ quỷ mẫu, hắn cảm thấy thực lực chênh lệch quá lớn, thuật ẩn thân và minh văn đạo phù có thể sẽ không có tác dụng. Suy cho cùng, thứ mà hắn phải đối mặt là một đại yêu thụ đã tồn tại hàng nghìn năm chứ không phải một sinh vật sống bằng xương bằng thịt. Nhưng dù có tác dụng hay không thì Dương Bách Xuyên lúc này cũng chỉ có thể thử. Nếu không thì chẳng lẽ đứng chờ ra đó cho bị đánh sao? Sau khi kích hoạt minh văn đạo phù và thuật ẩn thân, giây tiếp theo, hắn biến mất, bám chặt vào mặt đất và những khoảng trống, chuẩn bị trốn đi. Hóa ra hắn vẫn đánh giá thấp đại yêu ngàn năm này. Dương Bách Xuyên sử dụng sức mạnh của thuật ẩn thân và không gian của minh văn đạo phù cùng nhau, tương đương với việc du hành xuyên không gian, nhưng vẫn không trốn thoát. Mấu chốt là có một nhược điểm rất lớn. Năng lực phi hành của minh văn đạo phù chỉ có 10 mét. Không có cách nào để trốn thoát. Vừa bước ra ngoài đã bị một cây gậy đánh trúng, còn chưa kịp né tránh đã bị quất vào người. Bùm, ối, Dương Bách Xuyên hét lên, và toàn bộ cơ thể mạnh mẽ trong bộ tiên y của hắn cảm thấy đau đớn như thể vài chiếc xương đã bị gãy bởi một đòn này. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn bay ra ngoài như một con diều bị đứt dây, điều khiến hắn ta càng kinh hoàng hơn là trước khi chạm đất. Cơ thể hắn bị siết chặt và bị trói bằng gậy, ngay lập tức hắn bị treo ngược lên. Giờ thì tiêu rồi, Dương Bách Xuyên than khóc trong lòng. Không còn cách nào, lão yêu thụ này quá mạnh mẽ. Thực sự không có cách nào để chống lại nó. Hoàn toàn không thể làm được gì về nó. Sau khi thân thể bị trói bằng cây mây, Dương Bách Xuyên lập tức dùng hết sức lực để thoát ra. Nhưng ai biết rằng sẽ tốt hơn nếu hắn không dùng bất kỳ lực nào. Hắn càng sử dụng vũ lực, nó sẽ càng siết chặt hơn, và hắn bị nghẹn đến mức không thể thở được. Mà lúc này, mấy cuộn cây mây cực dày quét qua người hắn, giống như nhốt đại kiếm sư Hàn Dương, lập tức quấn hắn thành một cái bánh bao. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy từ xa, toàn thân Tuyết Hương tỏa ra ánh sáng trắng, phù văn trên người lóe lên, sừng trên đầu bị sấm sét bao quanh. Cây mây và Tuyết Hương đánh nhau nhưng nó không bắt được Tuyết Hương. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, Tuyết Hương có lẽ không thể kiên trì được bao lâu. Dù sao cũng phải tự mình tìm cách, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Không biết con quái vật vạn năm này sẽ làm gì tiếp theo. Không thể thoát ra chỉ bằng sức mạnh của cơ thể được. Phải dựa vào các phương tiện khác. Nói chính xác thì lúc này cả hai người đều bị thả rơi giữa không trung, ngay tại trung tâm của yêu thụ quỷ mẫu đã biến hình thành con người. Lúc này đại kiếm sư Hàn Dương đã đến gần trái tim của yêu thụ quỷ mẫu. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cơn lốc máu đột nhiên xuất hiện ở trung tâm của yêu thụ quỷ mẫu. Nhìn như muốn ăn thịt người. Quả nhiên. Từ trong hốc cây đẫm máu truyền ra một giọng khàn khàn, con người đáng ghét, hãy hiến tế cho ta, ha ha ha. Một tiếng cười vô cùng xấu xí vang lên, nhưng lại khiến Dương Bách Xuyên dựng tóc gáy. Lão quái vật này thật sự muốn ăn thịt người. Xét theo vòng xoáy đẫm máu đang quay cuồng trong lòng hắn, chắc chắn có chuyện gì đó phức tạp, hắn cũng nhớ lại ký ức về Đông Nhan từng nói phải đào ra trái tim của yêu thụ quỷ mẫu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ đến. Vòng xoáy xoay tròn trong lòng yêu thụ quỷ mẫu có thể có một không gian khác, có thể nuốt trứng con người, mà lẽ ra nó phải là nơi có trái tim của cây. Nhưng rõ ràng là không đơn giản, lúc này hắn thực sự rất lo lắng, hiển nhiên đại kiếm sư Hàn Dương sẽ là vật hiến tế đầu tiên của yêu thụ quỷ mẫu.
và hẳn sẽ là người thứ hai, mặc dù không biết nếu bị lão quái vật này nuốt chửng từ vòng xoáy trong lòng thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Dương Bách Xuyên có một loại dự cảm rất không tốt. Hãy nghĩ cách, nhanh lên, trong lòng Dương Bách Xuyên đang nhanh chóng nghĩ biện pháp, hắn không thể bị yêu thụ nuốt chửng, phải nhanh chóng thoát khỏi mớ cây mây. Hắn biết mình không thể sử dụng vũ lực, sức mạnh có mạnh mẽ cũng vô dụng. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, chỉ một tiếng nổ vang, đại kiếm sư Hàn Dương bỗng nhiên bị kéo vào vòng xoáy đẫm máu. Giây tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe đến đây, Dương Bách Xuyên dựng tóc gáy. Hắn có thể làm gì? Hắn đang cảm thấy lo lắng. Một lúc sau, tiếng kêu không còn nghe thấy nữa. Không cần phải nói, Dương Bách Xuyên cũng biết đại kiếm sư Hàn Dương đã chết, bị yêu thụ quỷ mẫu nuốt chửng. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy khí tức của yêu thụ này dường như ngày càng tăng lên. Cho nên hắn biết yêu thụ đã đồng hóa đại kiếm sư Hàn Dương, tăng tu vi của nó. Điều này quá đáng sợ, không ngờ cây yêu lại có khả năng hấp thu tu vi của người khác để tăng cường cho mình. Nó thực sự là một cây quỷ. Tiểu tử, kích hoạt lục liên tiên hỏa, người còn chờ cái gì? Chờ bị yêu thụ đồng hóa sao? Lúc này, trong đầu hắn vang lên thanh âm của linh hồn Bình Càn Khôn. Đúng vậy, tại sao ta lại quên mất thanh liên tiên hỏa? Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhận ra, càng hỗn loạn, càng mù quáng. Nhưng thanh liên tiên hỏa có thể đốt cháy yêu thụ này sao? Đây là đại yêu vạn năm đó. Dương Bách Xuyên hỏi linh hồn Bình Càn Khôn, ngươi thử một lần sẽ biết, thanh liên tiên hỏa trên người tiểu tử ngươi không tệ trong tiên giới. Còn nếu yêu cây là yêu quái vạn năm thì sao? Đừng quên, thân thể của nó đã được làm bằng gỗ, là gỗ thì sao không sợ lửa? Đương nhiên, lửa tiên thông thường sẽ vô dụng đối với một cây yêu quái lớn như vậy. Linh hồn Càn Khôn giao tiếp với Dương Bách Xuyên trong tâm trí của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được rồi, ta sẽ thử lại. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên không biết thanh liên tiên hỏa là như thế nào. Hắn không biết nó có thể có tác dụng gì đối với dây leo của quỷ mẫu ma thụ hay không, dù sao cái này lão yêu thụ thực sự rất mạnh mẽ. Lập tức Dương Bách Xuyên điều động thanh liên tiên hỏa trong lòng. Tuy nhiên, ngay khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị điều động thanh liên tiên hỏa, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển. Bùm, sau một tiếng vang trầm, hai nhóm người đồng thời xuất hiện trên sân. Có vẻ như nó đang lao vào từ bên ngoài, nhưng bên trong có một người mà Dương Bách Xuyên biết. Chính là Kim Quy Tiên Nhân đã trao đổi linh dược với hắn trong Tiên Minh luyện tạo, chiều cao chưa đến một mét của hắn ta rất đặc biệt, khiến Dương Bách Xuyên vô cùng ấn tượng. Đằng sau Kim Quy Tiên Nhân, có bốn người mặc áo giáp, trông giống như những người đi theo Kim Quy Tiên Nhân. Nhóm người còn lại là một người phụ nữ mặc váy đỏ và che mặt, đi cùng với hai bà già, một đen một trắng. Là Kim Quy Tiên xông vào. Khi cảnh sán và hai bà lão phát hiện Kim Quy Tiên Nhân đã dẫn người vào thì họ cũng theo sát phía sau. Bây giờ lực lượng bí mật từ một số bên cuối cùng đã ở đây. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Kim Quy Tiên tự nhiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên treo ngược trên không trung, hai người nhìn nhau, Kim Quy. Tiên lần đầu tiên lên tiếng, Dương huynh đệ, ta tới đây là để cứu ngươi. Lẽ ra lúc này Kim Quy Tiên Nhân xuất hiện, còn nói sẽ cứu người thì là chuyện tốt, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại cảnh giác. Hắn đã chịu thiệt quá nhiều, đương nhiên sẽ không tin những gì Kim Quy Tiên Nhân nói vào lúc này. Dù sao hắn cũng không có giao tình gì với Kim Quy Tiên Nhân, chỉ là chuyện một giao dịch, hắn ta dựa vào cái gì mà cứu mình. Nhất là vào thời điểm này. Hơn nữa, tại sao Kim Quy Tiên Nhân lại đến đây? Hắn ta có ý đồ gì? Chẳng lẽ hắn ta thật sự đến đây để cứu mình? Đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Cho nên, lúc đối mặt với lời nói của Kim Quy Tiên Nhân, Dương Bách Xuyên cũng không mở miệng trả lời. Hắn biết Kim Quy Tiên Nhân chính là người của Tiên Minh luyện tạo, địa vị của hắn ta ở thành Tiên Đan rất đặc biệt. Cũng là một trong những đại thế lực. Hôm nay nhìn lại, toàn bộ mấy thế lực lớn của thành Tiên Đan cũng đều xuất hiện. Trước thì có lão bất tử Đông Nhan và toàn bộ điện Ma Đan, sau thì có Cố Liên Hoa của Tiên Đan Lâu và đại kiếm sư Hàn Dương, nhưng hiện tại cũng đều xong đời. Đúng lúc này, Kim Quy Tiên Nhân xuất cộng thêm nữ tử bên phái Hồng Y. Đối với nữ tử bên phái Hồng Y kia, Dương Bách Xuyên lúc này có ngốc đến đâu cũng biết là ai. Không phải ai khác mà tất nhiên là Hỏa Vân Gác, một trong ba thế lực lớn ở thành Tiên Đan. Đương nhiên, về mặt ngoài sáng, tuy nói ba thế lực mạnh của thành Tiên Đan là Tiên Đan Lâu, Điện Ma Đan và Hỏa Vân Các, trên danh nghĩa Tiên Minh luyện, tạo không phải sinh ra trong cuộc tranh giành ở thành Tiên Đan. Nhưng thực tế, được tính là bốn thế lực lớn, Tiên Minh luyện tạo chắc chắn có thể coi là một trong số đó. Bốn thế lực lớn đều lần lượt đến đông đủ. Lý do đến đây là gì? Dương Bách Xuyên đương nhiên dự đoán được, thậm chí hắn chỉ cần liếc mắt cũng biết bọn họ đến đây là vì Minh Văn Đạo Phù trong tay hắn. Quả nhiên. Dương Bách Xuyên đoán đúng 89 phần 10.
nhưng có một điều mà hắn đã đoán sai, đó là Kim Quy Tiên Nhân thực sự đến đây để giúp hắn. Chỉ là rất khó để khiến Dương Bách Xuyên tin rằng Kim Quy Tiên Nhân đến đây thực sự để giúp đỡ. Không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, cũng không có sự hận thù vô duyên vô cớ, chỉ có lợi ích trên thế giới này mới là vĩnh cửu. Cho nên, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không tin Kim Quy Tiên Nhân đến đây để giúp hắn. Kim Quy Tiên Nhân đương nhiên không biết lúc này trong đầu Dương Bách Xuyên đang nghĩ gì, nhưng bất kể mục đích là gì, hắn ta quả thật đến đây là để giúp Dương Bách Xuyên, chuyện này không hề sai. Bởi vì có Đinh Hòa Bình đứng sau hắn nên hắn ta muốn tạo giao tình với Dương Bách Xuyên để giành được sự hợp tác của cường giả luyện đan sư và tiên minh luyện tạo đứng sau Dương Bách Xuyên. Điểm khởi đầu quả thực là lợi ích, thế nhưng đó cũng không phải ý đồ xấu với Dương Bách Xuyên. Hắn ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị cành cây nhỏ treo ngược trên không trung, hắn ta cũng nhìn thấy yêu thụ quỷ mẫu vô cùng lớn, miệng vừa thốt lên, giây tiếp theo hắn ta liền hối hận. Là một người của tiên minh luyện tạo, là một luyện đan sư, tầm nhìn của hắn ta đương nhiên không tệ. Sau giây phút nhận ra là yêu thụ quỷ mẫu, hắn ta lập tức hít một hơi khí lạnh rồi nói, rít. Không ngờ thật sự lại là yêu thụ quỷ mẫu hàng vạn năm tuổi, chuyện này phiền phức rồi. Chỉ có điều, cái miệng nhanh nhạy cũng thốt ra rồi, bản thân cũng đến giữa sân, lúc này chỉ có thể kiên trì tiến lên thôi. Phong Vũ Lôi Điện nghe lệnh, ngăn cản phân thân của quỷ mẫu để ta cứu người. Kim Quy Tiên Nhân nhìn thấy phân thân của quỷ mẫu xông tới, từng nhánh cây mây đỏ như máu, hắn ta bèn ra lệnh cho tứ đại hộ vệ Phong Vũ Lôi Điện. Tuân mệnh, thân hình của bốn tên hộ vệ lóe lên rồi đi mất. Bởi vì lúc này, chín phân thân của quỷ mẫu đang xông lên, từng cánh tay to khỏe giống như mãng xà quét về phía bọn họ. Nhất thời không biết nên đối phó thế nào. Hắn ta có chút hối hận khi vọt vào kết giới, nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Muốn thoát ra khỏi kết giới như vậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ Dương Bách Xuyên đang rơi vào tình cảnh khó khăn, cho nên hắn ta cũng không còn cách nào khác đành phải tìm cách giải cứu. Nếu không, mọi thứ hắn ta làm thật sự biến thành công cốc rồi. Mặt khác, hắn ta không nhìn thấy Đông Nhan và Đại Kiếm Sư Hàn Dương của Tiên Đan lâu đâu, trong lòng lại chợt căng thẳng, không nhìn thấy ai chỉ chứng tỏ một chuyện, đó chính là những người trước đã chết rồi. Điều này khiến trong lòng hắn ta rất căng thẳng, nhưng nếu đã chui vào kết giới của yêu thụ quỷ mẫu thì cũng giống như châu chấu mắc vào sợi dây thừng, cứ cứu Dương Bách Xuyên trước rồi tính tiếp. Kim Quy Tiên Nhân nhảy lên một cái, lao thẳng đến chỗ Dương Bách Xuyên. Răng rác, âm. Khoảnh khắc tiếp theo, một cây trường tiên nhỏ trong suốt xuất hiện từ không trung rồi quất tới, chính xác là một sợi cây leo. Hừ, Kim Quy Tiên Nhân hừ lạnh, trong tay hắn ta cũng xuất hiện một món tiên khí hỏa diễm thiêu đốt, đột nhiên chém về phía nhánh cây mây là yêu thụ quỷ mẫu quất tới. Sau khi hai bên giao thủ, trong tiếng nổ vang, sắc mặt Kim Quy Tiên Nhân chợt thay đổi, bay ngược ra ngoài. Mà trường tiên của quỷ mẫu cũng lập tức rút lui, một lần đọ sức, hai bên đều bất phân thắng bại. Nhưng điều đó lại khiến Kim Quy Tiên Nhân cảm thấy cay đắng trong lòng, hắn ta biết đây chỉ là công kích ban đầu của yêu thụ quỷ mẫu, chứ thủ đoạn lợi hại hơn vẫn chưa xuất ra. Tuy nhiên, mũi tên lúc này đang ở trạng thái dương cung nên không thể không bản ra, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đến chết. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, 6-7 nhánh cây mây xuất hiện. Sắc mặt Kim Quy Tiên Nhân thay đổi, hắn đột nhiên hét lớn, xích diễm nghịch lưu. Sau tiếng hét giận dữ của hắn ta, thanh trường kiếm là tiên khí hỏa diễm trong tay hắn ta bộc phát. Chuyển từ màu đỏ sang màu đỏ thẫm, đồng thời, một ngọn lửa dập dờn xuất hiện và lập tức biến thành hỏa diễm. Đầy trời đều là màu đỏ do hỏa diễm bạo phát, một đám mây hỏa diễm có đường kính hàng trăm mét được hình thành, đồng thời chủng hóa thành 9 thanh xích diễm rất lớn ngay lúc đó. Sau khi thi triển một hồi, Kim Quy Tiên Nhân thì đứng ở trung tâm của 9 thanh cự kiếm khổng lồ. Khí thế vô cùng hùng tráng. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, hắn không ngờ Kim Quy Tiên Nhân này thật sự có bản lĩnh. Thế mà có thể làm ra một tràng diện có động tĩnh lớn như vậy, xem ra những lão già đứng đầu Đại La này thật sự có thủ đoạn, hiển nhiên 9 thanh hỏa diễm khổng lồ này chính là kiếm trận, hơn nữa còn là lực lượng pháp tắc đạo thuật. Thật không đơn giản, dường như vài nhánh cây mây của yêu thụ quỷ mẫu đối mặt với kiếm trận hỏa diễm của Kim Quy Tiên Nhân cũng không tiếp tục công kích trong giây lát, có vẻ là e sợ hỏa diễm. Lúc này, Dương Bách Xuyên càng thêm tự tin trong lòng, hắn hấp dẫn sức lửa của Kim Quy Tiên Nhân để phát động thanh liên tiên hỏa. Quả nhiên yêu thụ sợ lửa. Sau khi Dương Bách Xuyên thúc giục thanh liên tiên hỏa, nhánh cây mây chói hắn cũng đang động đậy, hoặc có thể là yêu thụ quỷ mẫu cũng đang di chuyển, kéo hắn về phía vòng xoáy màu đỏ ngòm đang xoay tròn kia. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi hoảng hốt. Hắn biết, nếu thật sự bị nuốt chửng vào đó, kết cục sẽ giống như Đại Kiếm Sư Hàn Dương, đoán chừng hắn sẽ trở thành điểm tâm của yêu thụ quỷ mẫu. Đây không phải là điều Dương Bách Xuyên hy vọng. Thiêu đốt, Dương Mỗ gầm thét, thanh liên tiên hỏa tràn ngập toàn thân hắn.
Cũng may nhánh cây mây của yêu thụ quỷ mẫu chỉ trói buộc thân thể hắn chứ không hạn chế thần hồn của hắn, có thần hồn mạnh mẽ tồn tại là có thể kích thích thanh liên tiên hỏa bộc phát đến mức tối đa. Trong phút chốc, ngọn lửa màu lục lam xuất hiện khắp cơ thể Dương Bách Xuyên. Gừ, nhân loại chết tiệt, một tiếng giống giận trầm thấp phát ra từ vòng xoáy màu đỏ ngòm. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết. Những nhánh cây mây quấn quanh thân thể hắn đều bị hắn đốt cháy, khi nghe thấy tiếng chửi rủa trầm thấp, hắn biết thanh liên tiên hỏa của mình đã có hiệu quả với yêu thụ quỷ mẫu. Ngay lập tức, những nhánh cây mây quấn quanh trên người hắn cũng bắt đầu cọ sát và bò tán loạn. Hỏa diễm cuồn cuộn không có cách nào dập tắt, những tiếng giống giận kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Đúng lúc này, mặc dù nhánh cây mây trên người Dương Bách Xuyên đã rút lui, nhưng thân thể cũng lập tức bị kéo đến vòng xoáy. Chỉ cần một bước nữa sẽ đi vào, mà ngay giây phút được cởi trói hoàn toàn, trong tay Dương Bách Xuyên cũng xuất hiện ba viên đan dược huyết sắc. Đó là đan dược mà lão bất tử Đông Nhan định dùng để âm mưu hại yêu thụ quỷ mẫu, Dương Bách Xuyên còn chưa kịp nghiên cứu thành phần của ba viên thuốc này là gì, hắn chỉ biết trong trí nhớ của Đông Nhan, ba viên thuốc này có thể dùng để đối phó với yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này hắn đành phải lấy ra thử rồi mới biết, hắn phất tay ném ba viên đan dược huyết sắc vào trong vòng xoáy nước. Bịch, phụt, như thể toàn thân bị sét đánh, Dương Bách Xuyên bay ngược ra ngoài và phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù hắn bị thương nặng nhưng cuối cùng đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy bạn đồng hành của mình cũng bay ngược ra ngoài, Kim Quy Tiên Nhân ở phía xa cũng hộc máu. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét của Kim Quy Tiên Nhân, xích diễm cửu kiếm chém. Rầm rầm rầm, chín thanh cự kiếm hỏa diễm phân tán ra bốn hướng trên bầu trời, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, chín thanh cự kiếm hỏa diễm của Kim Quy Tiên Nhân nở rộ tứ phía, thật sự chặt từng nhánh cây mây đứt thành từng khúc. Đột nhiên, yêu thụ quỷ mẫu lại kêu lên từng tiếng thảm thiết. Tiếng kêu lọt vào tai Dương Bách Xuyên, e là lão yêu thụ này bị thương nặng rồi, hắn cũng khen ngợi thủ đoạn của Kim Quy Tiên Nhân không tệ. Lúc này, bốn người do Kim Quy Tiên Nhân đưa đến đều bị bắt lại. Bọn họ đều có chút suy yếu, lại bị mấy phân thân của yêu thụ quỷ mẫu cuốn lấy, vị vây khốn giống như đại kiếm sư Hàn Dương lúc trước vậy, có vô số đằng điều bao vây bốn người lại, nhìn có vẻ không thể thoát ra được. Kim Quy Tiên Nhân vừa mới đánh hòa được một trận đã hét lên với bốn thuộc hạ của mình, dùng lửa. Bốn đại thị vệ Phong Vũ Lôi Điện nghe thấy tiếng hét của Kim Quy Tiên Nhân thì lập tức hiểu ra. Bốn người bọn họ đều ở cảnh giới Đại La Thượng Phẩm, bọn họ đều là tiên nhân đã tu luyện mấy nghìn năm. Cho nên đương nhiên biết dùng phương pháp gì để giải quyết. Lúc mới bắt đầu, khi bốn người đối mặt với phân thân của yêu thụ quỷ mẫu, bọn họ đều coi trước mặt mình là một đối thủ cường đại, không hề nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu đi sâu vào bản thể. Bây giờ nghe thấy lời nhắc nhở của Kim Quy Tiên Nhân, bọn họ mới phản ứng kịp, nếu yêu thuộc tính mộc thì sẽ sợ lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn người bọn họ hợp lực thi triển đạo thuật hỏa diễm, lập tức thả lỏng. Đương nhiên, đây chỉ là khi đối mặt với phân thân của yêu thụ quỷ mẫu mà thôi. Nếu là bản tôn của yêu thụ quỷ mẫu thì hỏa diễm do bốn người bọn họ phóng thích ra chưa chắc có thể đốt cháy được. Kim Quy Tiên Nhân thấy bốn thuộc hạ đã tìm được biện pháp giải quyết, tiếp theo hắn ta liếc mắt nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó đưa mắt nhìn cảnh sán của Hỏa Vân Các ở phía xa, chậm rãi nói, cảnh sán tiên tử, đại yêu ở đây chính là ma và yêu thụ vạn năm tuổi, rất khó đối phó, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bất kể nguyên nhân là gì, nếu đã xông vào thì cũng coi như là một con trâu chấu bị mắc trên một sợi dây thừng. Chỉ bằng chúng ta tạm thời liên hợp đối phó với lão yêu này, có chuyện gì thì vượt qua cửa ải khó khăn này rồi hãng nói. Nếu không, đối mặt với lão yêu như vậy, e là chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây, không biết ý tiên tử thế nào. Dương Bách Xuyên nghe Kim Quy Tiên Nhân nói, hắn không khỏi thầm gật đầu, bất kể vị Kim Quy Tiên Nhân này tiếp cận hắn với lý do gì, nhưng những gì hắn ta nói lúc này đều rất đúng. Một mình hắn không thể đối phó được với yêu thụ quỷ mẫu, đó là điều chắc chắn. Hắn cũng không còn trông cậy vào ba viên thuốc này có thể bắt lão yêu lại. Hơn nữa, khi Kim Quy Tiên Nhân nói như vậy, tất nhiên là cũng có hiểu biết về yêu thụ quỷ mẫu, lúc này vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão yêu thụ, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Nữ tử mặc hồng y mà Kim Quy Tiên Nhân nói có tên là cảnh sán tiên tử, tất nhiên là người của Hỏa Vân Các. Nghe có vẻ không phải người cùng một đường với Kim Quy Tiên Nhân. Lúc này, nghe Kim Quy Tiên Nhân muốn liên hợp với cảnh sán tiên tử, Dương Bách Xuyên cũng hy vọng đối phương sẽ đồng ý. Đúng là ở trong địa bàn của yêu thụ quỷ mẫu, hiện tại tình huống của mọi người đều rất nguy hiểm. Nghe cuộc trò chuyện của Kim Quy Tiên Nhân bên tai, bàn tay của Dương Bách Xuyên cũng không hề nhàn rỗi, hắn thúc giục Minh Văn Đạo Phù, sau khi vận chuyển thuật ẩn thân thì tiến thẳng đến chỗ Tuyết Hương. Lúc này, thân thể của Tuyết Hương vẫn bị vây hãm dưới nhánh cây mây của quỷ mẫu. Trên thân kiếm đồ long mang theo thanh liên tiên hỏa, sắc bén xuất hiện,
bóng dáng chấp nhoáng cắt đứt nhánh cây mây quấn quanh người Tuyết Hương, cứu nàng ấy khỏi vòng vây của đám nhánh cây mây vướng víu. Sự sắc bén của Thanh Liên Tiên Hỏa là thứ mà nhánh cây mây của quỷ mẫu sợ. Sau khi Dương Bách Xuyên rút kiếm ra, từng nhánh cây mây lần lượt rút lui. Tuyết Hương biến hình đi, bản thể của ngươi làm mục tiêu quá lớn nên rất dễ bị công kích. Nhìn thân hình cao lớn của Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên lên tiếng. Đúng là dưới hoàn cảnh thế này, thực lực mà bản thể của Tuyết Hương biến hóa ra có thể tăng lên rất nhiều, nhưng bản thể tương ứng của nàng ấy quá lớn, là mục tiêu sống của nhánh cây mây của quỷ mẫu. Khoảnh khắc tiếp theo, Tuyết Hương hóa thành người, đáp xuống bên cạnh Dương Bách Xuyên. Thế nào rồi, người không sao chứ? Dương Bách Xuyên hỏi, Tuyết Tương lắc đầu, không sao. Nhìn qua đích thật là không sao, nàng ấy chỉ bị nhánh cây mây của yêu thụ quỷ mẫu trói buộc thôi. Khi nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên chợt nhớ ra, lúc đầu dường như tất cả mọi người đều bị nhánh cây mây của quỷ mẫu trói buộc, nhưng sức mạnh lại nằm ở chỗ bị trói. Trường hợp của đại kiếm sư trước đó cũng như thế, hắn cũng vậy, bây giờ nghĩ lại, mục đích của yêu thụ quỷ mẫu chính là trói buộc mọi người, sau đó lần lượt cắn nuốt hết. Thực ra, nhánh cây mây của lão yêu thụ đụng tới hỏa diễm sẽ bị phá hủy. Dương Bách Xuyên thầm vui mừng vì trên người hắn có Thanh Liên Tiên Hỏa, nếu không hắn sẽ là người thứ hai bị nuốt chửng. Cũng may có Thanh Liên Tiên Hỏa giải vây cho hắn, đến giây phút cuối cùng, hắn đã cho lão yêu thụ kia 3 viên đan dược của lão bất tử Đông Nhan. Lúc này, lão yêu thụ vẫn đang gào thét, lúc này hắn đương nhiên phải đi qua đồng ý với lời nói của Kim Quy Thiên Nhân rồi, lão yêu thụ rất nguy hiểm và mạnh mẽ, tạm thời mọi người liên thủ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Bái kiến Kim Quy tiền bối. Dương Bách Xuyên dừng lại cách đó 5, 6 mét, ôm quyền rồi chào hỏi Kim Quy Tiên Nhân. Lúc này, Kim Quy Tiên Nhân từ trên không trung đáp xuống, 4 thuộc hạ của hắn ta cũng đã thoát khỏi vòng vây, mà nữ tử tên Cảnh Sán và 2 bà lão sau khi sử dụng hỏa diễm cũng thoát khỏi sự trói buộc từ nhánh cây mây của quỷ mẫu. 3 người đứng ở 3 hướng, tất cả đều giữ khoảng cách. Thực ra mọi người đều hiểu, tạm thời sẽ không thể tin đối phương ngay được. Nhưng nếu đã đến đây cả rồi thì chứng tỏ mọi người đều đồng ý với ý kiến của Kim Quy Tiên Nhân. Trong hoàn cảnh này, mọi người đương nhiên nên thành lập một đội liên minh. Kim Quy Tiên Nhân nở nụ cười khi thấy Dương Bách Xuyên ôm quyền hành lễ, hắn ta biết những nỗ lực của mình không hề phí công, tạm thời đã giành được hảo cảm từ Dương Bách Xuyên. Hắn ta cũng ôm quyền nói, Dương huynh đệ không cần khách khí, mọi việc cứ chờ sau khi rời khỏi đây rồi nói tiếp, sau này Kim Mỗ sẽ giải thích cho ngươi, Kim Mỗ không có ác ý với ngươi đâu. Câu cuối cùng của Kim Quy Tiên Nhân rất chân thành, theo cảm giác của Dương Bách Xuyên thì nghe có vẻ không có gì sai cả. Tuy nhiên, hắn không phải là Cố Mao Lô Tay Mơ, đương nhiên sẽ không vì mấy câu nói của Kim Quy Tiên Nhân buông lỏng cảnh giác, chứ đừng nói đến nảy sinh sự tin tưởng đối với hắn ta. Hắn chỉ gật đầu nói cảm tạ, đa tạ, hắn sẽ không nói nhiều lời thừa thãi, bởi vì hắn biết thứ mà hiện giờ bản thân đang phải đối mặt là một lão quái vật già đã tu luyện hơn mấy ngàn năm so với hắn, người ta lòng dạ và mưu mô hơn hắn rất nhiều. Lúc này, Cảnh Sán tiên tử ở bên cạnh lên tiếng, Cảnh Sán bái kiến Kim Quy tiền bối, trước mắt Dương Bách Xuyên, nữ tử che mặt tên Cảnh Sán này cũng bước lên phía trước hành lễ với Kim Quy tiên nhân. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra nàng ta liếc mắt nhìn mình nhiều hơn. Cũng cảm thấy giật mình khi Cảnh Sán tiên tử hành lễ với Kim Quy tiên nhân. Trong cảm giác của hắn, tu vi từ khí thức của Cảnh Sán tiên tử và Kim Quy tiên nhân chênh lệch không bao nhiêu, bọn họ hẳn đều là người ở Đại La Đỉnh Phong. Xem như là ngang hàng rồi. Tuy nhiên, Cảnh Sán tiên tử lại hành lễ với Kim Quy tiên nhân theo kiểu mình là vấn bối, điều này đã khiến Dương Bách Xuyên có quan điểm khác về sự hiểu biết của Kim Quy tiên nhân. Đúng lúc này, Kim Quy tiên nhân cười ha ha một tiếng rồi nói, Cảnh Sán tiên tử đa lễ, nếu tất cả mọi người đều đã đến, vậy thì đây là một khởi đầu tốt. Hiện tại xem ra yêu thụ quỷ mẫu dường như đã bị Dương huynh đệ làm kinh sợ, bây giờ 3 người chúng ta sẽ hợp lực tìm đường ra, ở đây quá nguy hiểm. Tiếp theo mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới được. Sau khi nói vài câu khách sáo, Kim Quy Tiên Nhân nhìn Dương Bách Xuyên nói, à đúng rồi, Dương huynh đệ, quên giới thiệu cho ngươi rồi, vị này là Cảnh Sán tiên tử, chính là đại đệ tử thân truyền của các chủ Hỏa Vân Các ở Thành Tiên Đan. Nàng là nhân tài kiệt xuất hiếm hoi trong những thiên tài trẻ tuổi của Thành Tiên Đan hiện giờ, chưa tới 2000 năm đã tu luyện đến Đại La Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Phong. Tu vi có thể xem như ngang hàng với những lão già như bọn ta. Đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, bản thân Kim Mỗ cảm thấy thật xấu hổ, Cảnh Sán tiên tử còn là người kế thừa tương lai của Hỏa Vân Các, cũng được xem là một thiên tài luyện đan sư, có thể rèn luyện tiên đan đến 5 truyền, tiền đồ vô hạn, đám trẻ tuổi các ngươi sau này cứ từ từ giao lưu tạo giao tình, ha ha ha. Dương Bách Xuyên nghe Kim Quy tiên nhân giới thiệu người mặc đồ đỏ che mặt được gọi là Cảnh Sán tiên tử này, trong lòng hắn cũng chấn động.
chưa tới 2.000 năm tu luyện mà đã đạt tới đại la cảnh đại viên mãn, đúng là thiên tài. Đương nhiên, hắn tự cho là thiên phú tu luyện của mình cũng không tệ, từ khi bắt đầu tu chân đến nay đã phi thăng thành tiên, coi như đã tu luyện 1.680 năm, tu vi của hắn hiện giờ cũng đạt tới kim tiên đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa cũng tới đại la cảnh. Từ trước đến giờ Dương Mỗ vẫn luôn tự hào về thiên phú tu luyện của mình, nhưng bây giờ trong lòng hắn lại có chút ngưỡng mộ. Xem ra trong tiên giới cũng có những thiên tài yêu nghiệt. Nghe ý của Kim Quy Tiên Nhân người ta là cảnh sán tiên tử này không chỉ có thiên phú tu luyện siêu việt, mà còn rất có năng lực trong con đường luyện đan, quan trọng là người ta còn rèn luyện được tiên đan đến 5 chuyển, đúng là không bình thường quá rồi. Không ngờ, những người có thể tu luyện đến đại la cảnh thì mỗi người bọn họ ít nhất cũng phải tu luyện 4 đến 5 ngàn năm, thậm chí mất hơn vạn năm, số người mất chưa đến 2.000 năm đã đạt đến đại la cảnh thì lại vô cùng hiếm hoi chứ chưa nói đến cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa, ở con đường luyện đan, trình độ luyện ra tiên đan bình thường là 2-3 chuyển, muốn đạt tới 5 chuyển quả thật không đơn giản, cộng với việc tăng cường theo tu vi, tài nghệ mà một người biết luyện đan cũng sẽ tăng mạnh tùy theo đó. Đến lúc đó, trình độ luyện tiên đan cũng sẽ tăng lên tương ứng, tương lai không phải là không thể đạt được một đời luyện đan đạo tông sư. Đã vậy tuổi nàng ta lại còn nhỏ, còn là người kế thừa tương lai của Hỏa Vân Các, loại nhân vật này hoàn toàn có thể gọi là thiên tài. Chỉ nghe cảnh sán nói về thiên tài, ta thấy Dương đạo hữu này mới là thiên tài đấy, hắn đi theo Đông Nhan một trong những điện lão của điện ma đan tiến vào đây, nhưng Đông Nhan đã mất tích, còn khí tức của Cố Liên Hoa cháu gái của Cố Diệp, lâu chủ tiên đan lâu và đại kiếm sư Hàn Dương đều đã biến mất, nhưng Dương đạo hữu thì vẫn sống sót yên ổn. Như vậy, thực lực thủ đoạn của Dương đạo hữu chẳng phải đã tốt hơn lần trước sao? Cũng không biết đám người đại kiếm sư Hàn Dương và Đông Nhan biến mất như thế nào. Không biết Dương đạo hữu có thể giải đáp sơ lược vấn đề được không? Người đặt câu hỏi này rất gay gắt, cảnh sán nói chuyện trực tiếp với Dương Bách Xuyên, nhưng lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại rất khó nghe. Mới nghe thì có vẻ những lời cảnh sán nói rất bình thường, nhưng khi nghĩ kỹ lại ẩn chứa vấn đề vô cùng to lớn. Rõ ràng nàng ta đang có ý rằng dù là Đông Nhan hay đại kiếm sư Hàn Dương, thậm chí còn đặc biệt nhắc tới Giả Liên Hoa, cháu gái lâu chủ Giả Diệp của tiên đan lâu thì ai cũng đều sở hữu thân phận và tu vi cao hơn Dương Bách Xuyên ngươi vài bậc. Nhưng hiện tại, những người đó đã biến mất không thấy tăm hơi, còn ngươi vẫn bình yên vô sự mà đứng đây. Đường đường cao thủ đại la cũng mất tăm mất tích, hay rất có thể là đã chết. Thế mà một kim tiên như ngươi lại còn sống, chắc chắn có gì đó mờ ám trong chuyện này, còn nếu không thì thử giải thích xem nào. Ngoài ra, những lời này còn mang thêm một lớp nghĩa nữa, đó là cảnh sán ta đây biết chắc một điều rằng chờ tới khi ra ngoài, tính mạng của thằng nhóc nhà ngươi sẽ bị đe dọa đấy. Nghe cảnh sán nói xong, mặt mày Dương Bách Xuyên xa sầm. Cười khẩy một tiếng hỏi, cảnh sán tiên tử à, người có ý gì đây? Chẳng lẽ Dương Bách Xuyên này phải biến mất theo họ thì mới phải đạo hả? Họ bị quỷ mẫu yêu thụ nuốt chừng thì liên quan gì tới ta? Với cả ta cũng không giỏi giang tới mức đó đâu. Dương Bách Xuyên bình tĩnh trả treo, tóm lại có đánh chết cũng không thừa nhận cái chết của ba người kia có quan hệ với mình. Hắn không muốn sau khi rời khỏi đây lại bị hai thế lực hùng mạnh đuổi giết, thế nên dù có dính líu tới thật cũng phải tìm cách rút bản thân ra. Nếu không phải tâm linh tương thông báo cho hắn biết người phụ nữ trước, mặt rất nguy hiểm thì có lẽ hắn đã chửi ẩm lên rồi. Không có gì, chỉ là ta nghe nói trên người Dương đạo hữu có một minh văn đạo phù, thế nên mới tìm hiểu thử xem có phải bởi vì không có đạo phù bảo vệ nên đại kiếm sư và Đông Nhan đã bị quỷ mẫu yêu thụ nuốt chừng, còn trong tay Dương đạo hữu có minh văn đạo phù nên mới bình an vô sự hay không thôi. Đạo hữu đừng quá căng thẳng, ta chỉ thuận miệng nhắc tới, thật sự không có ý gì khác. Đâu? Giọng nói truyền ra từ dưới mạn che mặt rất êm tai, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy đáng ghét muốn chết. Hóa ra cảnh sán tiên tử cũng vì minh văn đạo phù trên người mình mà mò tới đây. Hả ẳn là hao tâm tổn trí nhiều lắm, nhưng muốn bày mưu tính kế cướp đoạt minh văn đạo phù của hắn không dễ đâu, để xem nàng ta có bản lĩnh này không. Ngoài ra, thông qua chuyện này, Dương Bách Xuyên càng hiểu rõ hơn về giá trị của minh văn đạo phù. Xem ra đạo phù này có sức hấp dẫn lớn bất thường với những thế lực trong tiên đan thành. Hình như cảnh sán tiên tử cũng thấy hứng thú với minh văn đạo phù trên người Dương Mỗ nhỉ, có phải cũng muốn cướp về làm của riêng không? Dương Bách Xuyên bỗng đổi giọng trong nháy mắt, nói toẹt mọi chuyện ra. Nếu đã đến nước này thì cứ ba mặt một lời luôn đi. Muốn cướp hả, cứ việc xông lên, ai sợ ai chứ? Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cảnh sán tiên tử thoáng sững sờ, hiển nhiên tới cả nàng ta cũng không ngờ hắn sẽ thẳng thừng như thế, kết quả là đầu óc rối cả lên, nhất thời thật không biết nên làm gì tiếp theo. Thằng nhóc này chẳng hành động theo lẽ thường gì cả. Ngoài ra, cảnh sán cũng đang tự hỏi rằng lý do Dương Bách Xuyên dám nói huých tuẹt như vậy có phải là vì rất tự tin vào thực lực của bản thân không?
chẳng lẽ thằng nhãi này lại là một cao thủ với sức mạnh siêu phàm? Nhưng nhìn đâu có giống, tu vi của hắn cùng lắm mới chỉ là kim tiên đại viên mãn, dù trong tay có thêm minh văn đạo phù cũng tuyệt đối không thể đánh ngang tay với các cao thủ đại la đại viên mãn khác được. Đúng rồi, cô gái bên cạnh hắn là một yêu tiên cường đại, có lẽ là vì có nàng. Chắc chắn yêu tiên đó mới là chỗ dựa của Dương Bách Xuyên. Cảnh Sán nghĩ tới rất nhiều giả thuyết, nhưng ngoài miệng lại chẳng thèm nói câu nào, lúc nãy chịu mở miệng cũng là vì muốn dụ hắn nói ra chút thông tin mà thôi. Và kết quả thu được thật sự rất bất ngờ. Tính cách của thằng nhãi này quá cục xúc, xem ra nếu muốn cướp đoạt minh văn đạo phù trên người hắn thì phải cẩn thận hơn mới được. Dù biết sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng Cảnh Sán vẫn thầm hạ quyết tâm sẽ giành lấy minh văn đạo phù trên người Dương Bách Xuyên cho bằng được, bởi với nàng ta mà nói, minh văn đạo phù vô cùng hữu dụng, bằng không cũng chẳng cần lặn lội đường xa đuổi tới tận đây. Ôi chao, ta nói này, hai người đang làm gì vậy? Đừng quên bây giờ chúng ta vẫn còn ở trong hang ổ của quỷ mẫu yêu thụ đó nhé. Kim Quy Tiên Nhân híp mắt, liếc Cảnh Sán, đặng nói. Âm Kim Quy Tiên Nhân vừa dứt lời, một tiếng nổ chấn động trời đất bỗng vang lên. Cả không gian ở đây cũng vì vậy mà rung lắc dữ dội. Trong lúc Kim Quy Tiên Nhân lớn tiếng nhắc nhở mọi người điểm then chốt của sự việc thì phân thân đầu tiên đã bị nuốt chửng. Dương Bách Xuyên và Cảnh Sán nghe xong cũng bị dọa chết khiếp. Tuy không biết lời Kim Quy Tiên Nhân nói là thật hay giả, nhưng nghĩ kỹ lại sẽ thấy chắc chắn không sai. Hơn nữa, trong lòng Cảnh Sán vô cùng tin tưởng những lời Kim Quy nói, bởi có lẽ người khác không biết, nhưng nàng ta từng nghe sư phụ đề cập tới rằng thật ra, Kim Quy Tiên Nhân là một huyền quy, một yêu tiên, một lão quái vật đã sống 30.000 năm. Nghe đồn, sau khi thành công hóa hình, Kim Quy Tiên Nhân đã chuyển sang tu luyện nhân đạo công pháp, bước lên con đường đan đạo. Tóm lại, ông ta là một lão già vô cùng lợi hại. Đừng thấy tu vi của ông ta là đại la đại viên mãn mà lầm, trên thực tế ông ta chính là đại la mạnh nhất ở tiên đan thành đấy, đó cũng là lý do tại sao nàng ta lại cư xử lịch sự, lễ phép như vãn bối khi đứng trước Kim Quy. Kim Quy sống rất lâu, những trải nghiệm và kiến thức mà ông ta thu thập được tất nhiên sẽ hơn hẳn người thường, thế nên lời ông ta nói chắc chắn không sai, đặc biệt là trong thời điểm nguy cấp thế này. Về phần Dương Bách Xuyên, hắn cho rằng vào thời khắc mấu chốt như vậy, Kim Quy tiên nhân sẽ không nói lung tung. Bởi như lời ông ta từng nói trước đây, giờ mọi người chẳng khác nào châu chấu trên cùng sợi dây thừng cả. Bấy giờ, đối diện với quỷ mẫu yêu thụ đang cắn nuốt phân thân của mình, mặc dù còn chưa rõ lời Kim Quy Tiên Nhân nói là đúng hay sai, nhưng không nghĩ cũng biết chuyện quỷ mẫu yêu thụ nuốt lấy phân thân của mình tuyệt đối chẳng tốt lành gì. Được, mọi người cùng hợp tác nào. Cảnh Sán là người đầu tiên mở lời. Ta cũng không thành vấn đề, Dương Bách Xuyên bày tỏ thái độ. Kim Quy Tiên Nhân cau mày, nghiêm giọng nói, nếu vậy, mọi người cùng xông lên tấn công lốc xoáy kia đi, tuyệt đối không thể để lão yêu thụ thành công nuốt chửng hết phân thân, bằng không tới lúc đó sẽ chẳng còn ai sống nổi vì yêu thụ. Âm nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang dội xuất hiện, cắt ngang lời nói của Kim Quy Tiên Nhân. Có điều mọi người nhanh chóng nhận ra âm thanh đó không bắt nguồn từ quỷ mẫu yêu thụ, mà là, từ chân trời, điều này chứng tỏ lại có người bên ngoài phá được kết giới xông vào. Nhưng ai mà lại tới đây ngay lúc này chứ? Mọi người không hẹn mà cùng quay sang. Đập vào mắt là một quầng sáng vàng chói lòa như ngọc quý đang đáp từ trên trời xuống, kèm theo đó là hơi thở khiến họ sợ run người. Đáng chết, Liên Nhi của ta, một tiếng giống đầy giận dữ vang vọng khắp không gian. Liên Nhi, nghe thấy cách gọi đầy thân mật này, trái tim Dương Bách Xuyên như hãng một nhịp. Hắn chợt nghĩ đến Giả Liên Hoa. Chẳng lẽ, chủ nhân của tiếng gầm đầy giận dữ kia là... Tim Dương Bách Xuyên bắt đầu đập loạn, nó liên tục nảy lên thình thịch, báo hiệu nguy hiểm to lớn đang cận kề. Hơi thở cường đại ập tới khiến tim hẳn đánh trống ngực liên hồi. Sau đó, chính giữa ba người họ chợt xuất hiện một ông lão mặc áo xanh, thoạt nhìn chừng 60 tuổi, toàn thân tỏa sát ý dày đặc. Khí thế hùng hồn từ ông ta thổi bay lá cây, bùn đất khắp bốn phía. Kim Quy Tiên Nhân nghiêm mặt, tiến lên phía trước cung kính hành lễ, gặp qua Giả Diệp đạo hữu. Giả Diệp, lòng Dương Bách Xuyên chấn động, cái tên Giả Diệp này, hắn biết, còn rất quen thuộc. Bởi đó là kẻ thù của Kỳ Quân Tiên Nhân đích. Là người hắn từng thề sẽ giết thay Kỳ Quân Tiên Nhân, lâu chủ của Tiên Đan Lâu, cũng là ông nội của Giả Liên Hoa. Đương nhiên, hiện tại Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết thật ra Giả Liên Hoa là con gái ruột của Giả Diệp, là bằng chứng cho mối quan hệ dơ bẩn giữa Giả Diệp và con dâu. Có thể nói, ông ta là một lão quỷ sống cả mấy chục nghìn năm, với tu vi và khí thế cường đại, tính theo số tuổi đó thì rất có thể ông ta đã đạt tới cảnh giới hỗn nguyên. Mà đối diện với cường giả hỗn nguyên, những thứ Dương Bách Xuyên lấy làm tự hào không đáng để lên mặt bàn. Lần trước, ở thế giới Đại Thanh, mi lễn một phân thân hỗn nguyên thôi đã khiến hắn suýt toi đời, chứ đừng nói tới Giả Diệp hiện tại là một người hàng thật giá thật. Lúc này,
hắn nhịn không được mà nhích lại gần Kim Quy Tiên Nhân đứng cách mình không xa, thì thầm hỏi, tu vi của vị giả Diệp đạo hữu này cao tới đâu vậy? Nghe đồn, khoảng 3.000 năm trước, giả Diệp đã đạt tới Hỗn Nguyên Đạo. Tiên sơ cảnh, còn hiện tại đã đột phá lên trung phẩm Hỗn Nguyên Đạo tiên hay chưa thì không rõ. Lúc nói, cả người Kim Quy Tiên Nhân căng như dây đàn, có vẻ đang hoảng lắm. Vừa nghe thấy Kim Quy Tiên Nhân nói về tu vi của giả Diệp, lòng hắn chợt nặng như đeo chì. Quả nhiên thuộc cảnh giới Hỗn Nguyên Đạo tiên, không chừng còn là một trung phẩm đạo tiên. Dương Bách Xuyên biết lần này mình chọc phải rắc rối lớn rồi. Lý do giả Diệp đích thân chạy tới đây, không cần hỏi cũng biết đương nhiên là vì cái chết của giả Liên Hoa và đại kiếm sư Hàn Dương. Tạm thời không cần bàn tới đại kiếm sư Hàn Dương, vì ông cụ không phải bị họ giết, nhưng giả Liên Hoa thì khác, với lại hắn chợt nhớ ra trước lúc chết, giả Liên Hoa từng há miệng hô lớn một tiếng ông nội. Có thể nàng ta đã sử dụng bí pháp gì đó để báo tin cho giả Diệp. Vậy nên lúc này, giả Diệp đến là để tìm chính mình báo thù. Vừa nghĩ tới đây, nhịp tim của Dương Bách Xuyên tăng lên chóng mặt. Bấy giờ, Kim Quy Tiên Nhân bước tới chào hỏi, nhưng giả Diệp lại gầm lên giận dữ, cút. Đứa con gái duy nhất đã bỏ mạng, thế nên hiện tại giả Diệp cực kỳ điên máu, chẳng còn tâm trí đâu quan tâm tới Kim Quy Tiên Nhân. Trạng thái của ông ta lúc này có thể xem như sắp nổ tung, thế nên khi Kim Quy Tiên Nhân tiến lên, ân cần thăm hỏi, lại nhận về đúng một chữ cút, làm cho mặt mày Kim Quy Tiên Nhân lập tức tối đen như mực. Ngay sau đó, tầm mắt của giả Diệp vòng qua người Kim Quy Tiên Nhân, nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên, sát ý bốc cao ngút trời, lớn tiếng quát, danh con, dám giết Liên Nhi của ta, người chết chắc rồi. Quả nhiên giả Diệp đã nhận được tin từ bí pháp của giả Liên Hoa gửi tới trước khi chết, thế nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay dung mạo của Dương Bách Xuyên. Lúc này, nếu nói Dương Bách Xuyên không thấy hoảng thì là giả, giả dễ nhắm thẳng vào hắn thế này, chứng tỏ ông ta đã biết chính hắn là người giết chết giả Liên Hoa, giờ mà không thừa nhận cũng chẳng làm được gì hết. Vì thế, hắn rất thức thời tuyên bố, nàng muốn giết ta, vậy phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị ta giết. Những lời này chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận chính hắn là hung thủ giết chết giả Liên Hoa. Trong lòng Kim Quy Tiên Nhân chợt thấy đắng ngắt, không cần nghĩ cũng biết chuyện bảo vệ Dương Bách Xuyên khỏi tay giả Diệp là bất khả thi, bởi ông ta không có năng lực đó. Giả Diệp là sơ phẩm điên phong Hỗn Nguyên Đạo Tiên hàng thật giá thật, chỉ một bước nhỏ nữa là tới trung phẩm Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Bây giờ, Kim Quy Tiên Nhân chỉ biết cầu nguyện cho Dương Bách Xuyên đủ năng lực tự cứu lấy mình, chứ ông ta biết đứng trước Hỗn Nguyên Đạo Tiên, ông ta không là cái đinh gì cả. Tuy Đại La Đại Viên Mãn và Hỗn Nguyên Đạo Tiên tuy chỉ chênh nhau một bước xa, nhưng lại cách biệt cả một cảnh giới, có thể nói, thực lực giữa hai bên cách nhau một trời một vực lận. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, một thằng danh con nhưng lại dám làm dám nhận, vậy hôm nay bản tôn sẽ nhân từ tiễn ngươi đi nhanh, ít đau đớn. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, giả Diệp tức đến bật cười thành tiếng. Giả Diệp vừa dứt lời, hơi thở quanh thân lập tức bốc lên ngùn ngụt, thoát cái đã biến mất ngay tại chỗ, rồi lại tức khắc xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Cách hắn khoảng 3 thước. Kế tiếp, ông ta vung tay đấm một cú thật mạnh. Chết đi, cú đấm đó mang theo khí thế không gì sánh kịp, hệt như muốn đấm Dương Bách Xuyên thành bãi thịt nát vậy. Không gian xung quanh bắt đầu dao động với biên độ cực lớn. Cùng lúc này, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được hơi thở nặng nề tựa núi lớn bao quanh người hắn, hắn biết đây là dấu hiệu cho thấy giả Diệp đã khóa. Mục tiêu, hắn vội thúc giục công pháp, muốn làm gì đó để chống cự, nhưng rồi lại hoảng sợ phát hiện bản thân chẳng thể động đậy nổi. Tầm ảnh hưởng sau khi bị hơi thở hùng hậu của Hỗn Nguyên Đạo Tiên khóa đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn giả Diệp tung cú đấm chết người về phía mình. Nếu bị một quyền này đánh trúng, Dương Bách Xuyên biết e là khó lòng giữ nổi mạng nhỏ. Biết là thế nhưng bảo hắn trốn thì lại không tìm được cơ hội, bởi vì tốc độ của giả Diệp quá nhanh, cộng thêm cấp bậc chèn ép, khiến hắn không cựa quậy được, chứ đừng nói gì tới đánh trả. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên có cảm giác tới cả trái tim cũng ngừng đập. Chẳng lẽ hắn sẽ chết thế này sao? Nhưng vào đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh vật trước mắt Dương Bách Xuyên bỗng xoay vòng, bên tai chợt nghe thấy một tiếng động vang đội như sấm. Cùng lúc đó, hắn hộc máu, cảm giác như vừa bị sét đánh trúng hoặc tông. Phải một ngọn núi vậy, thế rồi, cả người hắn bị đánh bay ngược ra sau, nhưng không chỉ mình hắn, mà vẫn còn một người khác nữa bị đánh tới hộc máu. Có người đứng chắn trước mặt hắn. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Dương Bách Xuyên lập tức trở nên hoảng loạn. Một hương thơm độc đáo xộc vào mũi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là mùi cơ thể của Tuyết Hương. Mà trong thời khắc mấu chốt này, chắc cũng chỉ có mình cô nàng Tuyết Hương mới liều mạng bảo vệ hắn mà thôi. Tuyết Hương, ngốc quá, tội gì phải làm vậy? Bấy giờ, hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng. Hắn biết sức mạnh của Hỗn Nguyên Đạo Tiên vô cùng lớn, Tuyết Hương hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ,
thế nên chắc hẳn nàng phải dốc hết sức bình sinh mới miễn cưỡng đỡ được một phần giúp hắn. Ta, không sao, Tuyết Hương yếu ớt đáp lại. Dầm, hai người va mạnh vào thân cây quỷ mẫu yêu thụ, cũng may là rơi ngay chỗ gần sát đất, chứ nếu bị đánh bay tới bên cạnh lốc xoáy phía trên thì tiêu đời. Hiện tại, lục phủ ngũ tạng trong người hắn như bốc cháy, vậy thì đừng nói gì tới Tuyết Hương đã đỡ trực diện một đấm của Giả Diệp, sao có thể không có chuyện gì được chứ? Sau khi rơi xuống đất, bất chấp cơ thể gào thét vì đau đớn, Dương Bách Xuyên vẫn lồm cồm bò dậy kiểm tra cho Tuyết Hương. Đập vào mắt là cánh tay bị bẻ gấy của Tuyết Hương, là gấy đứt đôi, có thể nhìn thấy xương nhô hẳn lên, nếu không phải còn liền với gân thì cánh tay trái này xem như phế rồi. Hắn rời mắt nhìn lên, mặt mày Tuyết Hương trắng bệch như tờ giấy, máu tươi liên tục trào ra khỏi miệng, hơi thở dồn dập, hỗn loạn. Dương Bách Xuyên biết kết quả của việc Tuyết Hương gắng gượng đỡ lấy một chiêu này của Giả Diệp vô cùng thảm khốc, không chết cũng mất nửa cái mạng. Trái tim hắn đau tới thắt lại, cô nàng ngây thơ, ngốc nghếch này, dám lao tới cứu mình ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc mà không chút do dự, đây không phải là chuyện ai cũng làm được đâu. Hiện tại nàng đã bị thương nghiêm trọng, Dương Bách Xuyên cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức thu Tuyết Hương vào không gian trong bình càn khôn, lúc này quan trọng nhất là chữa thương cho nàng. Sau khi thu Tuyết Hương vào trong không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên vội dùng suy nghĩ điều khiển ba giọt nước sinh mệnh trên đá sinh mệnh bay vào miệng của nàng. Bởi dù bị thương nặng tới đâu thì nước sinh mệnh cũng có thể chữa khỏi. Kế tiếp, hắn ngẩng đầu nhìn Giả Diệp. Lúc này, Giả Diệp không thừa cơ tấn công, trái lại vô cùng có hứng thú đứng nhìn Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Thật ra chính Giả Diệp cũng không ngờ ngay tại thời khắc mấu chót, cô gái đứng sau Dương Bách Xuyên lại đột ngột lao lên, đứng chắn ngay trước mặt Dương Bách Xuyên, thay hắn cản một chiêu. Sau đó, Giả Diệp phát hiện vẻ mặt đau lòng của Dương Bách Xuyên. Trong lòng ông ta bỗng thấy phấn khích đến lạ, nếu Dương Bách Xuyên dám giết chết cháu gái, hay đúng hơn là con gái Giả Liên Hoa của ông ta, khiến ông ta mất đi hòn ngọc quý trên tay, vậy thì hiện tại, Giả Diệp đã được nhìn thấy bộ dạng thương tâm Dương Bách Xuyên. Cảm giác sung sướng dần trào dâng, dẫn tới ông ta quyết định sẽ diệt trừ người phụ nữ bên cạnh Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên cũng nếm thử mùi vị thống khổ khi mất đi người thân yêu nhất. Tới thời điểm hiện tại, Kim Quy Thiên Nhân và Cảnh Sán Tiên Tử vẫn quyết định không nhúng tay vào chuyện này, lặng lẽ đứng ngoài quan sát, bởi hai người biết đối diện với Hỗn Nguyên Đạo Tiên tầm cỡ Giả Diệp, họ chẳng là cái định gì cả. Một khắc trước, tới cả Kim Quy Thiên Nhân luôn tìm cơ hội để đưa than ngày tuyết cho Dương Bách Xuyên cũng lựa chọn đứng ngoài cuộc khi thấy Giả Diệp xuống tay với hắn, bởi ông ta biết Hỗn Nguyên Đạo Tiên khủng bố tới cỡ nào, dù ông ta có tu vi Đại La Đại Viên Mãn, còn được tung hô là cao thủ đứng đầu Đại La Cảnh của Tiên Đan Thành cũng không có gan ra tay ngăn cản. Dám đối đầu với Giả Diệp, vậy chỉ có đúng một kết cục, đó là về chầu trời. Mặc dù Kim Quy Tiên Nhân rất muốn giúp Dương Bách Xuyên một tay, nhưng ông ta càng quý cái mạng già của mình hơn. Về phần Cảnh Sán, vậy càng không cần phải nói, mục đích nàng ta tới đây là để cướp lấy Minh Văn Đạo Phù của Dương Bách Xuyên, thế nên khi thấy Giả Diệp xuất hiện, nàng ta quyết định đứng ngoài quan sát, tuyệt đối không nhúng tay vào. Vài phút trước, hai người họ cứ tưởng lần này Dương Bách Xuyên chết là cái chắc. Ai mà ngờ yêu tiên đứng sau lưng Dương Bách Xuyên bỗng xông lên, chắn ngay trước người Dương Bách Xuyên. Đối diện với một quyền cực mạnh của Giả Diệp, nàng can đảm hóa một tay thành vuốt rồng, giơ trưởng nghênh đón, tính cứng đối cứng với ông ta. Có điều kết cục nhận về vô cùng thê thảm, yêu tiên kia dù không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Giây phút nàng biến mất, cả Cảnh Sán lẫn Kim Quy Tiên Nhân đều cùng nghĩ đến một khả năng, đó là trong tay Dương Bách Xuyên có bảo bối động thiên, chính hắn đã thu nữ yêu tiên vào trong. Còn Giả Diệp thì sao? Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên, mặt mày xa sầm quát, danh con, mau quỳ xuống nhận lấy cái chết đi. Ha ha, Dương Bách Xuyên đứng cách đó 30 mét nghe Giả Diệp nói vậy thì cười khẩy một tiếng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ngay tại giây cuối cùng, hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo và mạo hiểm. Lúc này, những lời Giả Diệp vừa nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Dương Bách Xuyên càng thêm kiên quyết thực hiện quyết định của mình. Thế là hắn nhếch mép cười đều, quỳ xuống. Trước một Hỗn Nguyên Đạo Tiên như ông ư, xin lỗi, chưa đủ tư cách đâu. Trước kia từng có một tiên vương cũng bắt tiểu gia ta đây phải quỳ xuống, lại bị sư tôn nhà ta chê rằng không đủ tư cách, thế nên ông là cái đinh gì mà ta phải quỳ. Hiện tại ta báo cho ông hay, nếu sau hôm nay mà ta vẫn chưa chết, vậy ông và Tiên Đan Lâu chắc chắn sẽ bị ta xóa sổ khỏi Tiên Đan Thành, ta nhất định sẽ nghiền nát Tiên Đan Lâu của các ông thành cho bụi. Ta cũng không ngại khuyên ông một câu, món nợ mà Giả Diệp ông thiếu Kỳ Quân Tiên Nhân từ 10.000 năm trước. Khôn hồn thì trả ngay đi, vẫn chưa muộn đâu. Vốn ta còn chút khúc mắc với chuyện diệt môn, nhưng theo tình hình hiện tại thì xem ra, Tiên Đan Lâu của ông bị diệt cũng chẳng oan. Từ Giả Liên Hoa cho đến ngươi, có thể thấy trong Tiên Đan Lâu không một ai tốt lành cả. Lão già khú đế à, muốn giết ta hả,
không có cửa đâu. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên lập tức kích hoạt sức mạnh không gian của Minh Văn Đạo Phù đã chuẩn bị sẵn từ trước, chớp mắt một cái biến mất ngay tại chỗ. Tuy Giả Diệp rất mạnh, nhưng chưa đến mức có thể phong tỏa sức mạnh không gian. Thế nên Dương Bách Xuyên vẫn có thể lợi dụng Minh Văn Đạo Phù để xuyên qua không gian, khuyết điểm là mỗi lần chỉ xuyên được 10 thước. Nhưng trong tình huống đã xác định rõ mục tiêu thì hắn có thể xuyên không gian liền tù tỷ 4, 5 lần để tới nơi mà không cần dừng lại giữa chừng. Và mục tiêu lần này của hắn là lốc xoáy năm giữa trời của quỷ mẫu yêu thụ. Ban nãy, vì Giả Diệp đột ngột xuất hiện nên không còn ai có tâm trạng ngăn cản quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt 9 phân thân, nên tính tới thời điểm hiện tại, nó đã nuốt xong 8 phân thân rồi. Lúc Dương Bách Xuyên chạy tới gần lốc xoáy cũng là lúc phân thân thụ nhân cuối cùng bị hút tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên lập tức xốc lại tinh thần, giống lớn một tiếng rồi xông thẳng về phía lốc xoáy ngay ngực của quỷ mẫu yêu thụ, chẳng mấy chốc đã thành công ôm lấy phân thân thụ nhân, cùng nó tiến vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ. Dương huynh đệ Kim Quy Tiên Nhân hét lớn, nhưng lúc này, Dương Bách Xuyên đã ôm theo thụ nhân cuối cùng cùng nhau tiến vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ. Trong mắt Kim Quy Tiên Nhân, hành động này quá bi tráng, chẳng khác nào tự sát. Ông ta thầm cảm thán Dương Bách Xuyên đúng là có các tính, thà tự sát cũng không muốn chết dưới tay của Giả Diệp. Ngoài ra Kim Quy Tiên Nhân cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc trong lòng, ông ta còn đang tính nếu được thì thử xin Giả Diệp hãy nể tình Đinh Hòa Bình đại nhân của Luyện Tạo Tiên Minh mà tha cho Dương Bách Xuyên một mạng. Tuy Giả Diệp là Hỗn Nguyên đạo tiên, nhưng Đinh Hòa Bình đại nhân đứng sau Kim Quy Tiên Nhân cũng là cao thủ Hỗn Nguyên cảnh, cộng thêm địa vị của Luyện Tạo Tiên Minh, chưa biết chừng Giả Diệp sẽ thật sự nể mặt mà bỏ qua cho Dương Bách Xuyên. Nhưng hiện tại tất cả đã kết thúc, thật không ngờ tính cách Dương Bách Xuyên lại quyết liệt tới vậy, thế mà lại chọn cách lao đầu vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ, có khác gì tự sát không cơ chứ? Kim Quy Tiên Nhân biết rất rõ kết cục của việc lao vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ là gì. Đó chẳng khác nào đâm đầu tìm chết, nếu là ban nãy may ra còn đường sống, chứ giờ thì tiêu tùng thật rồi, quỷ mẫu yêu thụ đã căn nuốt tất cả 9 phân thân, tức tất cả đã hòa thành một thể, tạo tiền đề cho quỷ mẫu yêu thụ hóa hình lần hai, trở thành đại yêu thụ vạn năm chân chính. Đến lúc đó, dù có là Hỗn Nguyên đạo tiên Giả Diệp cũng chỉ còn nước nhượng bộ lui binh. Sau khi Dương Bách Xuyên xông vào sẽ chỉ còn đúng một con đường là bị hút khô máu, trở thành chất dinh dưỡng cho lão yêu thụ mà thôi. Ở tiên giới, bất kể yêu tinh gì, chỉ cần tu luyện được 10.000 năm cũng đều thuộc loại hết sức đáng sợ. Và 10.000 năm này không phải 10.000 năm dưới hạ giới, mà là trên tiên giới. Yêu thụ từng đó tuổi mà thành tinh xế vô cùng khủng bố, chẳng có bao nhiêu tiên nhân dám đụng vào đâu. Một loạt hành động tự sát trôi chảy của Dương Bách Xuyên đã khiến tất cả mọi người có mặt tại đây sững sờ. Thậm chí tới cả Giả Diệp cũng sợ ngây người, trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên bật người, nhảy xuyên qua không gian, tiến vào tâm môn của quỷ mẫu yêu thụ. Là Hỗn Nguyên đạo tiên, tất nhiên Giả Diệp có biết quỷ mẫu yêu thụ là thứ gì. Kỳ thật, lúc vừa mới tới đây, chỉ cần liếc mắt một cái là ông ta đã nhận ra ngay quỷ mẫu yêu thụ đang dung hợp phân thân, tiến hành hóa hình lần hai. Có điều mục đích ban đầu khi tới đây của ông ta là tìm Dương Bách Xuyên tính sổ chứ không hề có ý định sẽ trêu chọc tới quỷ mẫu yêu thụ. Thật không ngờ thằng nhãi Dương Bách Xuyên này lại quyết đoán tới vậy, thế mà lại chọn cách tự sát. Đoàng, vô số tiếng sấm đỉnh tai nhức óc đua nhau vang lên. Từ dưới lòng đất ở trung tâm khu vực này bỗng bốc lên sát khí kịch độc dày đặc. Giả Diệp biết đây là sát khí kịch độc mà quỷ mẫu yêu thụ tích lũy suốt mấy chục nghìn năm, cực kỳ khó đối phó. Với cả hiện tại, cả thân thể cao hơn 100 mét của quỷ mẫu yêu thụ như bị nhấn chìm trong xương máu đỏ tươi vậy. Hời cho thằng nhãi ngươi, Cố Diệp hung hăng mắng một câu, đồng thời cấp tốc lùi về sau. Ông ta không muốn chọc vào lão yêu thụ vạn năm đã bắt đầu biến hóa hình thái thứ hai. Yêu vật bậc này có trí tuệ, hễ chọc giận nó thì nó sẽ ghi thù, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, yêu thụ quỷ mẫu đã bắt đầu biến hóa hình thái thứ hai, Cố Diệp không chắc chắn có thể đối phó. Cho nên sau khi mắng xong, ông ta bất chợt vung tay chém vào kết giới rồi nhảy vọt ra khỏi nơi này. Nếu còn ở lại, chỉ riêng âm lôi và khí độc sát khí cũng đủ khiến ông ta ăn mệt, huống chỉ còn có một lão yêu thụ. Đi thôi, Kim Quy Tiên Nhân nói với bốn thuộc hạ, theo khe nứt mà Cố Diệp vừa bổ ra để đi ra ngoài. Cảnh Sán dẫn theo hai bà lão cũng nhanh chóng chạy ra khỏi kết giới. Bọn họ không cần chém kết giới. Đối với Hỗn Nguyên đạo tiên Cố Diệp mà nói, đây chỉ là chuyện tiện tay tung một kích mà thôi. Xem như được lợi, lần này đi một chuyến vô ích rồi. Kim Quy Tiên Nhân thầm tiếc thương cho Dương Bách Xuyên, nhưng cũng mong đợi một ngày nào đó gia tộc luyện đan lớn mạnh phía sau Dương Bách Xuyên sẽ xuất hiện báo thù cho hắn, đến lúc đó Tiên Minh luyện tạo bọn họ vẫn có cơ hội móc nối với gia tộc luyện đan phía sau Dương Bách Xuyên.
hắn ta không biết rằng phía sau Dương Bách Xuyên vốn không có gia tộc luyện đan nào cả, đan tiên nguyên hôm ấy hắn ta đổi được thật ra là đan dược do Dương Bách Xuyên tự luyện chế. Gia tộc luyện đan phía sau Dương Bách Xuyên chỉ là Kim Quy Tiên Nhân và Định Hòa Bình phía sau hắn ta tự tưởng tượng ra. Và Dương Bách Xuyên cũng chỉ hùa theo, các ngươi nói có thì là có. Đây mới là nguyên nhân Kim Quy Tiên Nhân đi theo Dương Bách Xuyên đằng xa, muốn giúp người khi gặp nạn. Nhưng bây giờ tất cả chẳng còn gì, Kim Quy Tiên Nhân không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể sống sót. Dương Bách Xuyên có mạnh đến mấy đi chăng nữa, tiến vào dòng xoáy mà yêu thụ quỷ mẫu chuyên cắn nuốt tất cả thì hắn có thể sống sót không? Tuyệt đối không thể. Về phần Cảnh Sán, sau khi ra ngoài nàng ta liếc nhìn Kim Quy Tiên Nhân rồi lại ngoảnh đầu nhìn kết giới của yêu thụ quỷ mẫu, sau đó rời đi với vẻ mặt ngổn ngang cảm xúc. Cố Diệp lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm kết giới, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Thật ra ông ta hy vọng Dương Bách Xuyên có thể sống sót hơn ai hết, bởi vì trước đó thằng nhãi này đã nói ra một cái tên khiến cõi lòng Cố Diệp dậy sóng. Kỳ Quân Tiên Nhân, đối với Cố Diệp mà nói, cái tên này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông ta có thể trở thành lâu chủ tiên đan lâu, một trong ba thế lực lớn nhất thành tiên đan hiện nay, cái chết của con trai ông ta, sự ra đời của cháu gái trên danh nghĩa nhưng thật ra là con gái ruột Cố Liên Hoa, tất cả đều liên quan đến Kỳ Quân Tiên Nhân. Hơn vạn năm trước, Cố Diệp và Kỳ Quân Tiên Nhân là sư huynh đệ thân thiết, ông ta là sư huynh, Kỳ Quân là sư đệ, hai người cùng bái một sư phụ, tu luyện đạo. Luyện đan, nhưng thiên phú luyện đan của Kỳ Quân Tiên Nhân mạnh hơn Cố Diệp rất nhiều nên được sư phụ thích hơn. Không biết từ khi nào ông ta bắt đầu ghen tị với sư đệ Kỳ Quân. Ban đầu ông ta chỉ giấu trong lòng, cho đến khi lão sư phụ chết tiệt truyền chức trưởng môn cho Kỳ Quân, Cố Diệp đã rời khỏi sư môn ngay trong ngày hôm đó. Và cũng trong ngày hôm đó, lòng ghen tị với Kỳ Quân Tiên Nhân đã thể hiện rõ ra ngoài. Sau đó ông ta đến thành tiên đan, tiến vào tiên đan lâu của thành tiên đan hồi ấy. Năm đó tiên đan lâu vẫn chỉ là một thế lực nhỏ của thành tiên đan. Dựa vào thuật luyện đan của ông ta mà từng bước trở thành tầng trung ở thành tiên đan. Một ngày nọ cơ hội đến, đó là cần có cống hiến lớn cho tiên đan lâu thì có thể trở thành lâu chủ của tiên đan lâu hoạt động độc lập ở thành tiên đan. Vì vậy Cố Diệp đi tìm sư đệ Kỳ Quân Tiên Nhân. Bấy giờ Kỳ Quân đã trở thành chủ của một môn, mà lão sư phụ chết tiệt của bọn họ đã về trời từ lâu. Cố Diệp dùng thân phận đại sư huynh yêu cầu Kỳ Quân giao ra công thức luyện đan của sư môn. Sau đó ông ta phát hiện Kỳ Quân đã tự nghiên cứu ra một phương pháp luyện đan, còn nghiên cứu ra đan kim nguyên chân đạo tiên đan có thể giúp người ta nhảy vọt một cảnh giới lớn thậm chí cao hơn. Nhưng Kỳ Quân không cho ông ta tiên đan, còn lấy cớ công thức luyện đan của sư môn không thể truyền ra ngoài, trách cứ ông ta đã rời khỏi sư môn, không còn là tình huynh đệ. Trong tình huống đó, Cố Diệp càng thêm hận Kỳ Quân, cũng bùng nổ luôn. Ông ta dở mưu hèn kế bẩn, hạ độc Kỳ Quân, nhắm đến thuật đan đạo và công thức luyện đan của Kỳ Quân. Hai bên chém giết, trong trận chiến đó con trai của Cố Diệp mất mạng, song Cố Diệp cũng đã tiêu diệt tiên môn mà Kỳ Quân lãnh đạo lúc đó. Cuối cùng Kỳ Quân biến mất không còn tăm hơi, tuy Cố Diệp không lấy được thuật đan đạo và công thức luyện đan của Kỳ Quân nhưng đã lấy được rất nhiều công thức luyện đan của sư môn cũ. Sau đó Cố Diệp dâng tặng công thức luyện đan cho tổng bộ tiên đan lâu, thuận lợi trở thành lâu chủ của phân bộ tiên đan lâu thành tiên đan. Về sau ông ta và con dâu Tăng Tịu, sinh ra Cố Liên Hoa. Nhưng bây giờ Cố Liên Hoa đã bị Dương Bách Xuyên giết, mà hôm nay Dương Bách Xuyên lại nói tới Kỳ Quân Tiên Nhân. Điều này làm cho Cố Diệp không thể không hoài nghi Kỳ Quân mất tích năm xưa rất có khả năng đã nhận Dương Bách Xuyên làm đồ đệ, cho dù đối phương không nhận Dương Bách Xuyên làm đồ đệ thì giữa hai người nhất định cũng có quan hệ mật thiết. Hoặc có thể nói Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Kỳ Quân Tiên Nhân. Cũng chỉ có thể là truyền nhân, bởi vì Cố Diệp biết rõ năm xưa ông ta đã hạ độc Kỳ Quân Tiên Nhân, đối phương không thể sống được. Cho dù cuối cùng Kỳ Quân trốn thoát, nhưng cùng lắm cũng chỉ sống thêm được một thời gian ngắn. Tóm lại là năm đó Kỳ Quân Tiên Nhân trúng độc nghiêm trọng, tu vi xem như đã phế. Cho nên Cố Diệp cho rằng có thể là Dương Bách Xuyên đã nhận được truyền thừa đan đạo của Kỳ Quân Tiên Nhân. Cũng chính vì vậy nên ông ta mới thấy tiếc, Dương Bách Xuyên cứ thế tiến vào tâm môn của yêu thụ quỷ mẫu tự sát. Nếu không phải Cố Diệp không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với yêu thụ quỷ mẫu trong hình thái thứ hai, thì ông ta sẽ kéo Dương Bách Xuyên ra rồi cướp lấy thuật đan đạo và công thức luyện đan của Kỳ Quân Tiên Nhân. Ông ta rất tức giận và rất không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. May mà Dương Bách Xuyên xem như đã chết rồi. Chuyện này thanh toán xong, Cố Diệp thở dài một tiếng, hóa thành một vệt sáng rồi biến mất, rời khỏi nơi này. Kim Quy và Cảnh Sán cũng dẫn người của mình bay đi. Hiện tại bọn họ không dám ở lại đây, yêu thụ quỷ mẫu trong hình thái thứ hai vô cùng nguy hiểm, rời đi sớm thì bớt nguy hiểm. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, bên trong kết giới, yêu thụ quỷ mẫu xảy ra biến hóa lớn. Trong huyết phụ và âm lôi cuồn cuộn, cái cây hình người vốn to lớn,
cao khoảng 100 mét bắt đầu nhỏ lại. Quá trình này vô cùng chậm. Mấy tháng sau, yêu thụ quỷ mẫu thu nhỏ lại chỉ còn cao gần 2 mét, một mảnh huyết vụ bao bọc bên ngoài, lấp lóe ánh sáng, trông rất kỳ lạ. Thời gian lại trôi qua mấy tháng. Một ngày nọ, yêu thụ quỷ mẫu sau khi thu nhỏ bỗng phát ra một tiếng nổ. Ầm, một giây sau, nó hóa thành một cái cây trong suốt. Sau đó cái cây này dần trở nên rõ nét, màu sắc liên tục thay đổi, lúc trắng lúc đen, rồi hồng lam lục. Thay đổi không ngừng, lúc này, nhìn vào chỉ thấy một cái cây nhỏ, nhưng lại tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Hiện tượng lạ diễn ra, xung quanh cái cây này xuất hiện những vì sao trông rất đẹp, tăng thêm cảm giác thần bí. Hình thái thứ hai của yêu thụ quỷ mẫu biến ảo thành hình, biến thành một cây lưu ly thay đổi màu sắc liên tục, trên cây treo rất nhiều vì sao, quả là hiện tượng lạ trong trời đất. Hoạt nhìn tất cả rất hoàn mỹ, nhưng lúc này yêu thụ quỷ mẫu vẫn là một cái cây, chưa hóa thành người, điều này không hợp lý. Yêu thụ quỷ mẫu ở hình thái thứ hai, bản thể là một cây lưu ly nhưng có thể hóa thành người, cơ thể người thật sự. Đây mới là hình thái hoàn chỉnh, nhưng hiện tại yêu thụ này lại liên tục thay đổi màu sắc. Á, xảy ra chuyện gì, vì sao bản tọa lại không thể hóa thành người? Áo, yêu thụ quỷ mẫu nổi giận, truyền ra tiếng la hét. Sau khi hoàn thành hình thái thứ hai, nó muốn hóa thành người nhưng không thành công, lập tức cáu kỉnh gào thét. Sau đó, lão yêu thụ nói, thằng nhãi đáng chết, ngươi giở trò trong cơ thể của bản tọa phải luyện hóa ngươi thành một vũng máu. Nghe ý này, hiển nhiên là bên trong thân yêu thụ quỷ mẫu có người. Mà người này là ai? Trước đó lão yêu thụ đã nuốt đại kiếm sư Hàn Dương, phía sau còn có Dương Bách Xuyên chủ động tiến vào dòng xoáy của lão yêu thụ như tự sát. Chắc chắn là hiện tại trong cơ thể của lão yêu thụ có người. Người này chỉ có thể là đại kiếm sư Hàn Dương và Dương Bách Xuyên. Sau khi đại kiếm sư Hàn Dương bị lão yêu thụ nuốt thì truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Sau khi tên họ Dương nào đó lao vào trong dòng xoáy, đến giờ vẫn chưa có âm động tĩnh nào truyền ra. Điều này chứng tỏ, tên họ Dương nào đó vẫn chưa chết, mà vẫn ở trong thân cây của lão yêu thụ. Lúc này lão yêu thụ gào thét vì không thành công hóa thành hình người, tất nhiên nguyên nhân là do tên họ Dương nào đó. Lúc đó Dương Bách Xuyên ôm tâm trạng liều chết lao đầu vào dòng xoáy của yêu thụ quỷ mẫu, hay nói chính xác hơn là vào trong thân cây, trong mắt người bên ngoài thì đây chính là tự sát. Nhưng bọn họ không biết rằng đối với tên họ Dương nào đó, sao có thể là tự sát chứ, gọi là liều mạng đúng hơn là tự sát. Hắn đã đánh cược, thắng cược thì hắn lấy được tim của yêu thụ quỷ mẫu, không chỉ không chết mà còn có được tim của yêu thụ làm trọng bảo tu luyện. Đương nhiên nếu thua cược, thì hắn cũng không chết, bởi vì trên người hắn có bình càn khôn. Hắn không tin lão yêu thụ này có bản lĩnh luyện hóa bình càn khôn thành một vũng nước. Nếu nó thật sự có bản lĩnh ấy thì Dương Bách Xuyên cũng nhận xui xẻo. Lúc đó Tuyết Hương đã bị Cố Diệp đánh bị thương nặng, Dương Bách Xuyên nổi trận lôi đình, nhưng hắn cũng biết khoảng cách chênh lệch giữa mình và Cố Diệp quá lớn, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Diệp. Nhưng cục diện rất bất lợi cho hắn, do đó Dương Bách Xuyên nghĩ tới biện pháp tính kế yêu thụ quỷ mẫu trong ký ức của Đông Nhan. Lúc trước Dương Bách Xuyên hoàn toàn không suy xét đến chuyện này bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng vì bị Cố Diệp đồn ép nên đành quyết tâm cược một ván. Trong ký ức của Đông Nhan, muốn lấy được tim của yêu thụ quỷ mẫu thì phải mở được tâm môn của yêu thụ. Biện pháp mở tâm môn là dùng quỷ mẫu hoa lệ tưới lên khi yêu thụ quỷ mẫu đang ngủ say chưa tỉnh. Mà hiện tại yêu thụ quỷ mẫu đã tỉnh, tâm môn tự mở ra. Tâm môn tự mở và dùng cách tưới hoa lệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn muốn cược một ván, cược mình tiến vào tâm môn sẽ lấy được tim của yêu thụ quỷ mẫu. Dù sao hắn cũng bị Cố Diệp đánh. Chỉ bằng phó mặc cho trời, chỉ bằng liều một trận. Và lại hắn có bình càn khôn, cùng lắm thì trốn vào bình càn khôn. Hắn không tin bản lĩnh của yêu thụ quỷ mẫu lớn đến độ có thể luyện hóa bình càn khôn thành nước. Vì thế tên họ Dương nào đó tiến vào tâm môn, sau khi vào hắn đã có một kỳ ngộ khác. Dưới sự va đụng của Dương Bách Xuyên, hắn và một tên thụ nhân cuối cùng đồng thời tiến vào dòng xoáy của yêu thụ quỷ mẫu, đến một không gian khác. Bên trong một thế giới đỏ như máu. Mang đến cho hắn cảm giác đó là một thế giới mờ mịt, đỏ ngòm. Trước mắt hắn là một khối cầu xanh ngắt bay lơ lửng, to như cối xay, phát ra quầng sáng nhạt. Trong đầu Dương Bách Xuyên hiện ra 6 chữ, tim của yêu thụ quỷ mẫu. Thứ này tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi, tim Dương Bách Xuyên đập. Nhanh hơn, từ trên khối cầu màu lục này, hắn cảm nhận được nguy hiểm lớn. Vì thế, đây chắc chắn là tim của quỷ mẫu. Không chỉ vậy. Hình ảnh đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy là một phân thân thụ nhân cuối cùng bị khối cầu xanh ngắt này hấp thu. Thò e cái đã bị luyện hóa thành bột phấn rồi tan biến. Đây là phân thân thứ 9 bị hấp thu xong. Hiện tại xem như yêu thụ quỷ mẫu đã hoàn thành dung hợp cửu cửu quy nhất, tiến vào hình thái thứ 2. Sau tiếng nổ vang, tim của yêu thụ quỷ mẫu phát sáng.
theo đó cũng xảy ra biến hóa, lúc này khí tức cũng bắt đầu thay đổi. Dương Bách Xuyên cảm nhận được nhiều khí tức khác nhau, rất phức tạp. Có sát khí cường đại, có yêu khí, có khí tức thần hồn, còn có cả khí tức uy áp thiên địa khiến tim hắn đập dồn dập. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được toàn thân mình bị khí tức này bao phủ, như hãm sâu trong vũng bùn. Hắn biết đây là lượng lượng căn nguyên mà tim của yêu thụ quỷ mẫu phát ra. Có thể nói là lực lượng nguyên thủy nhất. Lúc này, sau khi lão yêu thụ hấp thu xong lực lượng của 9 phân thân thụ nhân, nó đã tiến hóa đến hình thái thứ hai. Khí tức mà Dương Bách Xuyên cảm nhận được từ yêu thụ lưu ly này khiến hắn vô cùng áp lực. Cơ thể không thể động đậy. Cũng chính lúc này, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trong lòng lập tức cuống lên. Không ngờ nguy hiểm ập đến rất nhanh. Khi tim đập nhanh báo trước nguy hiểm, Dương Bách Xuyên nhìn thấy khối cầu xanh ngắt có sự thay đổi. Ánh sáng lục lóe lên, khối cầu này biến thành một người. Là một gương mặt âm dương vô cùng yêu dị, một bên là thiếu nữ trẻ tuổi, một bên là ông già mặt đầy nếp nhăn. Rất ghê tởm, rất yêu dị, nửa nam nửa nữ, là một kẻ lưỡng tính biến dị. Dương Bách Xuyên không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy kẻ lưỡng tính này hung hăng nói, thằng nhóc chết tiệt to gan thật đấy, tự xông vào đây. Cũng tốt, bản tọa sẽ tọa hóa ngươi để tăng cường tu vi, khà khà khà. Trong lời nói có cả giọng nam giọng nữ đan xen, khàn khàn tang thương. Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với giọng nói này, chính là tiếng nói của yêu thụ quỷ mẫu lúc trước. Hắn biết kẻ lưỡng tính này do nguyên thần của yêu thụ quỷ mẫu biến ra. Nguyên thần của lão yêu nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đối phương há to miệng, đột nhiên gầm lên với mình, tức thì một lực hút lớn truyền tới. Dương Bách Xuyên đi về phía lão yêu một cách mất kiểm soát. Nháy mắt đã đến trước mặt nguyên thần của lão yêu. Sau đó, lão yêu giơ hai tay lên, hai cánh tay hóa thành vô số dây leo thình lình đâm vào cơ thể hắn. Cơn đau thấu tim khiến Dương Bách Xuyên không kìm được tiếng hét, như thể trên người bị mấy chục cái gai đâm vào. Thật ra là hai tay của nguyên thần yêu thụ quỷ mẫu hóa thành từng sợi dây leo to cỡ chiếc đũa, giống như xúc tu đâm vào cơ thể hắn. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy tinh huyết trong cơ thể bắt đầu xói mòn. Lão yêu đang hấp thu tinh huyết của hắn. Không chỉ vậy, biển ý thức cũng có từng sợi dây leo như xúc tu chui vào, tiến thẳng đến nguyên thần của hắn. Đối phương muốn hấp thu và đồng hóa cả nguyên thần lẫn tinh huyết nhục thể của hắn. Thật ác độc, trong hoàn cảnh huyết vụ dày đặc và áp lực vô cùng cường đại, Dương Bách Xuyên không hề có sức phản kháng. Uy hắc liên trong biển ý thức phát ra ánh sáng màu đen. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ chính là tình huống hiện tại. Đương nhiên khi đối mặt với lực nguyên thần của yêu thụ quỷ mẫu, Dương Bách Xuyên không chắc hắc liên có thể giúp đỡ hay không. Dù sao hắc liên cũng là một sinh linh đặc biệt trong cơ thể hắn. Tuy được gọi là đệ nhất liên hồng hoang nhưng chỉ là trạng thái hạt sen niết bàn, còn lâu mới mạnh như đệ nhất liên hồng hoang chân chính. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hắc liên, dù sao cũng phải bảo vệ nguyên thần không bị lão yêu xâm hại mới được. Sau khi hắc liên tỏa ra ánh sáng màu đen, hoa sen lập tức nở rộ bao phủ lấy nguyên thần của Dương Bách Xuyên đang ngồi trên đài sen. Cùng lúc đó, yêu thụ quỷ mẫu hóa thành từng xúc tu cắm rễ trên đài sen. Ầm ầm ầm, từng âm thanh nặng nề nổ tung trong biển ý thức, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm thấy nguyên thần đã được hắc liên bảo vệ, không còn nguy hiểm. Nhưng tiếp đó cõi lòng hắn lại thấp thỏm lần nữa, lần này hắn lo lắng cho hắc liên đang ở trong biển ý thức của hắn, cho nên hắn có thể cảm nhận rõ hắc liên bị dây leo của yêu thụ quỷ mẫu bám như đỉa. Mặc dù hắc liên phát ra ánh sáng màu đen phản kháng, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nhận thấy lực lượng của nàng ấy đang xói mòn. Điều này rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên cố gắng thúc công chống đỡ, nhưng đối mặt với yêu thụ quỷ mẫu cường đại, sự chống đỡ của hắn vô cùng nhỏ bé, thậm chí có thể nói là toàn bộ lực lượng trên người hắn đều bị áp chế, hoàn toàn không phản kháng được. Trong khi dây leo của yêu thụ quỷ mẫu quấn chặt cơ thể của Dương Bách Xuyên, bên trong bình càn khôn trên người Dương Bách Xuyên có hai giọng nói đang đối thoại. Quả quả qua, tên gà mờ Dương Bách Xuyên gặp nguy hiểm rồi. Càn khôn lão đại, ngươi còn không ra tay. Vội gì chứ, còn chưa chết mà. Để cho tên nhãi này chịu khổ một chút cũng tốt, để cho sau này hắn bớt không biết tự lượng sức mình. Con đường tiên giới của hắn còn rất dài, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, kẻ địch sau này hắn gặp sẽ ngày càng nguy hiểm. Cứ xem thêm một lát rồi tính, không vội. Thích, ngươi xấu quá đi à, nhưng mà, hi hi, lão tử thích, ta đã chướng mắt tên nhãi này lâu rồi, hơi tí là nhổ sạch lông trên người lão tử, thật đáng ghét. Đúng rồi, cứ để cho tên nhãi này chịu khổ chút đi, ha ha ha. Chim khốn nhà ngươi cũng chẳng tốt lành gì, ai nói xấu chủ nhân sau lưng như ngươi không hả? Này, đừng tưởng ngươi cứu lão tử tỉnh lại thì có thể vênh váo. Lão tử gọi ngươi một tiếng lão đại là nể mặt ngươi, ngươi đừng có được voi đòi tiên,
lão tử là chim thần ma đệ nhất tam giới đấy. Thôi đi, chỉ là con chim đệ nhất tam giới mà thôi, trong bao năm tháng vô tận có gì mà ra ra ta chưa từng thấy chứ. Ngươi còn chưa lọt vào bảng xếp hạng kia, huống hồ còn là một con chim vô dụng bị phong ấn. Nếu không phải nể tình ngươi đã cho tiểu xuyên tử một giọt tinh huyết bản mệnh, thì ra ra ta chẳng thèm cứu ngươi tỉnh lại. Ngươi đắc ý cái rắm. Ngươi có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một cái khí linh mà thôi, hai ta đều theo tên khốn Dương Bách Xuyên lăn lộn kiếm cơm, có gì ưu việt chứ? Đừng có lôi ra ra ta ra so sánh với ngươi, ra ra ta và ngươi không giống nhau, hiện tại xem như ra ra đi theo Dương Bách Xuyên, nhưng nếu sau này tên nhãi kia quá vô dụng thì ta có thể mặc kệ hắn, sao nào? Cái bình nát nhà ngươi đừng đắc ý, chim khốn đừng có gọi ra ra là bình nát, ra ra ta là khí linh độc nhất vô nhị trên thế gian. Ngươi mới là chim khốn. Cả nhà ngươi đều là chim khốn. Ta cứ gọi ngươi là chim khốn, bình nát bình nát bình nát bình nát. Hai sinh linh này từ bầu không khí hài hòa ban đầu đã biến thành cuộc cãi cọ mắng mỏ như nữ nhân chửi đồng. Có thể nói là dở hơi, mà hai đứa dở hơi này có thể ở trong không gian bình càn khôn tất nhiên là linh hồn của bình càn khôn và chim thần ma. Đúng như tụi nó cãi nhau, linh hồn của bình càn khôn nể tình chim thần ma đã cho Dương Bách Xuyên một giọt tinh huyết bản mệnh giúp cứu mạng Dương Bách Xuyên. Cho nên nó ra tay cứu chim thần ma tỉnh lại. Cả hai đều là sinh linh đặc biệt, gặp nhau ở sâu trong bình càn khôn, đều là kẻ khá lẻ loi cô độc nên có đề tài nói chuyện. Chim thần ma được mệnh danh là đệ nhất tam giới, đã sống rất lâu nên biết nhiều bí mật, tin đồn. Trong tam giới, linh hồn của bình càn khôn còn tồn tại lâu hơn cả chim thần ma, biết những chuyện xa xưa, tán dóc với chim thần ma có rất nhiều chủ đề để nói. Hai đứa trò chuyện vui vẻ, có thể nói là cá mè một lứa. Tất nhiên có càn khôn chỉ linh nên hai sinh linh dở hơi trong bình càn khôn cũng nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra với Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy cảnh tượng Dương Bách Xuyên hiện đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chim thần ma biết càn khôn chỉ linh thần bí, chắc hẳn có biện pháp hóa giải nguy cơ của Dương Bách Xuyên, nó bèn hỏi càn khôn chỉ linh có ra tay không. Kết quả là nói tới nói lui thành ra cãi nhau. Mặc dù cãi nhau rất hăng, nhưng không đánh nhau. Chim thần ma thông qua pháp kính chiếu hình trong thần điện càn khôn. Thấy Dương Bách Xuyên dường như sắp không chống đỡ được nữa. Nó vội vàng dừng cãi cọ, nói, bình nát còn không ra tay thì tên nhãi kia sẽ toi thật đấy. Hích, quả thật nguy hiểm, tất cả là tại ngươi làm chậm trễ thời gian của Gia Gia. Đừng ồn nữa, để ta giúp tiểu xuyên tử thu yêu thụ này rồi nói tiếp. Càn khôn chỉ linh nói, ý là ngươi có thể thu. Chim thần ma vô cùng kinh ngạc, trong biển ý thức, mặc dù nguyên thần có Hắc Liên bảo vệ nên không sao, nhưng Dương Bách Xuyên nhận thấy lực lượng của Hắc Liên đang yếu đi. Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này thì cho dù bảo vệ được nguyên thần, Hắc Liên cũng xong đời. Hơn nữa, đến khi tinh huyết bị lão yêu thụ hút cạn, kết cục chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, tiểu xuyên tử, chuẩn bị vận chuyển càn khôn nội ngoại quyết và nghịch chuyển càn khôn quyết, ta giúp ngươi luyện hóa yêu thụ này, cắn nuốt ngược lại nó. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói này, cõi lòng chấn động. Hắn nói, cuối cùng ngươi cũng ra tay, nhanh lên. Ta mà chết thì ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Lúc này Dương Bách Xuyên đã nghe thấy càn khôn chỉ linh nói chuyện, cho. Nên hắn mắng mỏ mỉa mai không chút khách khí. Hắn không cảm thấy bất ngờ về lời nói của càn khôn chỉ linh, bởi vì hắn biết vẫn chưa phải lúc tệ nhất càn khôn chỉ linh ắt xuất hiện. Bây giờ xem ra hắn không đoán sai. Quả nhiên là vậy, mặc dù trước đó Dương Bách Xuyên rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng hắn nhờ Hắc Liên giúp chứ không xin càn khôn chỉ linh giúp đỡ, bởi vì hắn biết mình càn khôn là tồn tại đặc biệt. Nhưng cũng là thứ duy nhất trên người hắn có thể lật ngược thế cờ. Kể ra thì từ sau khi nói chuyện với càn khôn chỉ linh, Dương Bách Xuyên đã hiểu ra một đạo lý, đó là hắn vẫn đang trong thời kỳ khảo nghiệm. Theo như lần trước càn khôn chỉ linh đã nói, hắn có thời gian 1 vạn năm. Trong 1 vạn năm hắn nhất định phải tu luyện tới cấp bậc hàng đầu tiên giới, không thì hắn sẽ chết. Thật ra câu này có ý uy hiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đã là chủ nhân của bình càn khôn. Chủ nhân gặp nạn, bình càn khôn sẽ mặc kệ ư. Dương Bách Xuyên không tin, tuy nhiên bình càn khôn quá thần bí, cũng vô cùng kiêu ngạo, có đôi khi không phải hắn mở lời là đối phương sẽ nghĩ cách hoặc là ra tay giúp hắn. Hơn nữa bình càn khôn có linh, đến giờ hắn vẫn không nhìn thấy chí bảo này. Hắn không biết rốt cuộc nó còn có bản lĩnh gì, nhưng hẳn đoán được bình càn khôn có lực lượng khổng lồ, nó vẫn giấu giếm chủ nhân là hắn. Nếu không thì hắn đã hiểu rõ tất cả về bình càn khôn từ lâu rồi, chứ không phải xuất hiện một càn khôn chỉ linh để hạn chế mình. Cho nên Dương Bách Xuyên biết rõ hắn có xin giúp đỡ cũng vô dụng, thà chờ đợi còn hơn. Hắn cực càn khôn chỉ linh sẽ không trơ mắt nhìn, chẳng lẽ nó dám mặc kệ chủ nhân của mình mất mạng.
Bây giờ nghe thấy giọng nói của Càn Khôn Chi Linh vang lên trong đầu, Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tên này cũng chịu lên tiếng, mà hắn cũng chẳng tốt tính với Càn Khôn Chi Linh. Dường như Càn Khôn Chi Linh không nhận ra sự oán giận của Dương Bách Xuyên, tiếp tục nói, tập trung tinh thần chuẩn bị, bắt đầu nghịch chuyển Càn Khôn quyết đi. Hừ, Dương Bách Xuyên hừ lạnh tỏ ý đã biết. Một giây sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy vị trí hình vẽ bình Càn Khôn trên cánh tay trái bắt đầu nóng lên. Một luồng khí phát ra từ hình vẽ bình Càn Khôn truyền đi khắp toàn thân, đồng thời cũng tiến vào biển ý thức của hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy luồng khí hay nói chính xác hơn là lực lượng truyền ra từ bình Càn Khôn này vô cùng hùng hậu, nhưng không thấy mạnh bao nhiêu. Chỉ mang lại cho hắn cảm giác rất hùng hậu, ùn ùn ập đến như dòng nước, thẩm thấu khắp toàn thân. Thậm chí cả biển ý thức, một loại lực lượng rất kỳ lạ, có thể nói là vô cùng đơn giản. Hiện tại Dương Bách Xuyên không có thời gian cảm nhận sự huyền diệu của lực lượng này. Bởi vì sau khi lực lượng phát ra từ trong bình Càn Khôn tiến vào người hắn, mọi áp chế trong cơ thể hắn đều buông lỏng. Trong đầu lại vang lên tiếng thúc giục của Càn Khôn Chi Linh, nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết, mau lên. Dương Bách Xuyên nghe thấy hai chữ nghịch chuyển, tim đập thình thịch. Đây là lần thứ ba Càn Khôn Chi Linh nói tới công pháp nghịch chuyển. Hắn biết nghịch chuyển bất kỳ công pháp nào đều rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tìm đường chết. Nhưng lúc này hắn không có lựa chọn, cũng lựa chọn tin tưởng Càn Khôn Chi Linh. Dù thế nào Càn Khôn Chỉ Linh cũng sẽ không hại mình. Hắn lập tức thúc công, nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết. Ầm ầm ầm, sau khi hắn nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết, từ trong ra ngoài cơ thể bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm. Một khắc sau, cõi lòng Dương Bách Xuyên chấn động. Sau khi nghịch chuyển Càn Khôn quyết, hắn không hề bị thương hay đau đớn như trong tưởng tượng, trái lại hắn cảm nhận được từng luồng lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể. Hắn mừng như nhặt được vàng, đây là lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này, trong từng sợi dây leo đâm vào cơ thể hắn, tinh huyết bị hấp thu lúc trước đã chảy ngược trở lại, pháp lực vừa cường đại vừa tinh khiết, cuối cùng hắn đã hiểu ra tại sao Càn Khôn Chỉ Linh lại bảo hắn nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết. Thì ra là muốn cướp đoạt lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên hấp thu, đây là lực thần hồn của yêu thụ quỷ mẫu bị Dương Bách Xuyên cắn nuốt ngược lại. Cũng là uy lực của nghịch chuyển Càn Khôn. Sau khi ăn miếng trả miếng, Dương Bách Xuyên bắt đầu hấp thu lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu. Không không không, a a a, thằng nhãi chết tiệt mau thả ra, thả ra. Lúc này yêu thụ quỷ mẫu hoảng sợ gào to như giết heo, nó không ngờ trong cơ thể Dương Bách Xuyên lại đột nhiên phát ra một nguồn lực khiến nó tuyệt vọng, áp chế toàn bộ lực lượng của nó. Sau đó, cơ thể của Dương Bách Xuyên tựa như biến thành một cái lỗ đen, bắt đầu men theo dây leo quỷ mẫu mà hấp thu cắn nuốt tinh huyết, pháp lực và lực nguyên thần của nó. Hơn nữa còn cướp đoạt với xu thế dùng lực lượng vô cùng bá đạo nghiền ép. Yêu thụ quỷ mẫu hoàn toàn tuyệt vọng. Bất kể nó dùng cách nào cũng không thể ngăn cản, mọi giấy giụa đều phí công. Vì vậy yêu thụ quỷ mẫu sợ hãi. Nó cảm nhận được tất cả lực lượng của mình nhanh chóng bị Dương Bách Xuyên cướp đoạt. Lần này nó hoảng sợ la to, nhưng tất cả đã muộn rồi. Hi hi, lão yêu quái, muộn rồi, chờ ta cướp đoạt tất cả của ngươi đi. Dám cắn nuốt ta à, đây là cái giá phải trả. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của yêu thụ quỷ mẫu, trong lòng vô cùng vui vẻ, càng tiến hành nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết nhanh hơn. Hắn cũng càng thêm kính nể Càn Khôn Chỉ Linh, hoặc có thể nói là hiểu sâu hơn về Càn Khôn nội ngoại quyết mà mình tu luyện. Công pháp bậc này quá đỉnh. Dương Bách Xuyên cũng biết mình nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết như vậy là nhờ trong bình Càn Khôn xuất hiện lực lượng hùng hậu. Hắn không biết đây là lực lượng gì, thầm nghĩ để lát nữa sẽ hỏi Càn Khôn Chỉ Linh. Nếu có lực lượng này kết hợp với nghịch chuyển Càn Khôn quyết, chẳng phải sau này hắn có thể nghịch thiên tu hành sao? Đương nhiên đây là chuyện sau này, hiện giờ hắn rốt cuộc cũng nở mày nở mặt rồi. Sau khi nghịch chuyển Càn Khôn nội ngoại quyết, lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu bắt đầu bị hắn hấp thu cắn nuốt ngược lại. Tinh huyết bị lão yêu thụ hấp thu lúc trước nhanh chóng trở lại cơ thể hắn, tiếp đó hắn trực tiếp hấp thu cắn nuốt lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu vào trong cơ thể mình. Sau khi công pháp vận chuyển, pháp lực trong Càn Khôn đạo nguyên của hắn bắt đầu tăng từng chút một, tu vi tăng dần. Điều này khiến tên họ Dương nào đó cảm thấy sung sướng. Đương nhiên toàn bộ quá trình diễn ra rất lâu, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên thấy như vậy là ổn rồi. Hắn đang ở trong cơ thể của yêu thụ quỷ mẫu, từ từ hút khô lão yêu thụ là được. Không vội, hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được tu vi của mình sắp đột phá. Dù sao cũng là lão yêu thụ vạn năm, tu vi vô cùng cường đại mà lại bị hắn hấp. Thu tất cả lực lượng như vậy, Dương Bách Xuyên biết mình sắp bước vào cảnh giới đại la. Không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Tóm lại là lúc này hắn cảm thấy tinh thần sung sướng. Thật sự sung sướng, đối với tu sĩ mà nói, không có chuyện gì sung sướng hơn tu luyện tiến bộ. Một lúc sau, yêu thụ quỷ mẫu ngừng la hét chửi mắng, bắt đầu xin tha,
tiểu đạo hữu dừng lại được không? Ngươi tha bản tọa, à không, tha cho tiểu yêu, thì tiểu yêu sẽ tặng ngươi của cải, tiên thạch thượng phẩm, tiên thạch cực phẩm đều cho ngươi hết. Dương Bách Xuyên nghe quỷ mẫu lão yêu nói vậy thì bật cười ha hả, lão yêu quái, ngươi tưởng ta ngu à? Không không không, chỉ cần ngươi tha cho tiểu yêu có thể thần phục ngươi, ký khế ước thần hồn với ngươi, trở thành tùy tùng của ngươi. Yêu thụ quỷ mẫu vội vàng bổ sung, nghe lão yêu nói vậy, Dương Bách Xuyên hơi dao động. Dù sao hắn cũng đã chứng kiến thực lực cường đại của lão yêu thụ tinh quái vạn năm này, nếu bên cạnh có một thuộc hạ mạnh như vậy hình như cũng tốt đấy. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Càn Khôn Chỉ Linh lại vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, tiểu xuyên tử đừng ngớ ngẩn, trực tiếp hấp thu và luyện hóa tất cả của hắn không chỉ giúp tên nhãi ngươi tăng tu vi mà còn có thể đoạt xá thần thông của yêu thụ, sau này ngươi học theo có thể sử dụng các hình thái thiên phú của yêu thụ. Tên nhãi ngươi nghe cho kỹ đây, lần này ta đã vận dụng lực lượng tuyệt chiêu của ta để giúp ngươi nghịch chuyển công pháp, cắn nuốt ngược lại lực lượng của lão yêu thụ. Cơ hội chỉ có một lần, không có chuyện lần sau ta vẫn cho ngươi sử dụng lực lượng của ta đâu. Tức là ngươi chỉ có thể nghịch chuyển phản phệ lần này. Nghe Càn Khôn Chỉ Linh nói xong, Dương Bách Xuyên sửng sốt, bấy giờ hẳn mới biết thì ra lần này Càn Khôn Chỉ Linh đã sử dụng lực lượng của nó giúp hắn phản phệ, quả nhiên lực lực bậc này không thể sử dụng thường xuyên. Hắn còn nghĩ sau này sẽ dựa vào công pháp nghịch chuyển để tu luyện, bây giờ thấy hơi tiếc nuối. Tuy nhiên hắn cũng biết đủ, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình, lực lượng từng bước tu luyện được mới thật sự đáng tin cậy. Đúng là nghịch chuyển kiểu này quá nghịch thiên, có được một lần đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, đề nghị của Càn Khôn Chỉ Linh rất hay, hắn chọn trực tiếp cắn nuốt và luyện hóa yêu thụ quỷ mẫu. Đến lúc đó, nếu đúng như Càn Khôn Chỉ Linh nói, hắn có thể sử dụng các thần thông thiên phú của yêu thụ quỷ mẫu thì càng có giá trị hơn, chúng sẽ biến thành lực lượng của bản thân hắn. Do đó, Dương Bách Xuyên cười khà khà nói với yêu thụ quỷ mẫu, lão yêu thụ hết hy vọng đi, hôm nay ta chắc chắn sẽ ăn ngươi. Ngươi, nhân loại vô sỉ ti tiện, thằng nhãi ngươi sẽ không được chết tử tế. Yêu thụ quỷ mẫu nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Dương Bách Xuyên, lập tức chửi ầm lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu không ngừng bị Dương Bách Xuyên căn nuốt và luyện hóa, tiếng mắng chửi dần biến mất. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ là 10 ngày nửa tháng, hoặc 10 năm 8 năm. Nói chung là Dương Bách Xuyên đã quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bằng việc cắn nuốt yêu thụ quỷ mẫu. Một ngày nọ, nơi Dương Bách Xuyên đang ở có biến hóa. Yêu thụ quỷ mẫu khổng lồ hóa thành khói bụi, hắn đã triệt để cắn nuốt và luyện hóa yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, tia sáng trong hai mắt biến thành thực chất phóng xa 3 mét, lóe lên rồi biến mất. Trên mặt hắn phủ kín minh văn màu xanh lục, trông giống từng nhánh dây leo của quỷ mẫu. Yêu thụ quỷ mẫu hoàn toàn biến mất, tên họ Dương nào đó bình yên vô sự. Đương nhiên là bởi vì có sự trợ giúp của Càn Khôn Chỉ Linh nên lần này xem như một cơ duyên lớn. Hắn không chỉ cắn nuốt ngược lại yêu thụ quỷ mẫu, mà còn cướp đoạt tất cả của nó. Tên họ Dương nào đó đứng tại chỗ nở nụ cười, lẩm bẩm một mình, hơi đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp lên Đại La Đại Viên Mãn. Nếu lúc này có người ngoài nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy thì chắc là sẽ tức hộc máu, hoặc là đánh chết hẳn. Từ Kim Tiên Đại Viên Mãn tiến thẳng lên cảnh giới Đại La Thượng Phẩm, thế mà còn chép miệng bất mãn. Thật sự khiến người ta tức chết người không đền mạng, đương nhiên người tức chết là tu sĩ. Hắn hấp thu ngược lại yêu thụ quỷ mẫu, thành quả không chỉ là tu vi tăng vọt. Dương Bách Xuyên chìa hai tay ra, quan sát từng đường minh văn phủ đầy trên hai cánh tay. Hắn cũng cảm nhận được trên mặt, trên người, khắp toàn thân mình đều có. Nhưng Dương Bách Xuyên không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết những minh văn này tượng trưng cho cái gì. Đây là minh văn quỷ mẫu mà hắn có được sau khi cắn nuốt yêu thụ quỷ mẫu, hay nói là thần thông thiên phú của yêu thụ quỷ mẫu thì phù hợp hơn. So với tu vi tăng lên, Dương Bách Xuyên có hứng thú với thần thông của yêu thụ quỷ mẫu hơn. Hắn đã cần nuốt tất cả của yêu thụ quỷ mẫu, lúc này hắn biết rõ những biến hóa xảy ra trên người mình, hắn có thể hóa thân ra thần thông thiên phú của yêu thụ quỷ mẫu, tức là hắn có thể biến thành yêu thụ quỷ mẫu. Dương Bách Xuyên định thử trạng thái hiện tại của bản thân. Hắn thầm nghĩ trong đầu, toàn thân phát ra tiếng nổ vang. Sau đó, phía sau Dương Bách Xuyên xuất hiện một bóng cây cao lớn. Thoạt nhìn đó là một hư ảnh, nhưng nó không ngừng biến to và ngưng thực. Thoáng cái phía sau Dương Bách Xuyên đã biến ra một cái cây to che trời. Cây to dập trời cao tận mây xanh, có vô số nhánh cây, lóe lên quầng sáng liên tục thay đổi màu sắc, trùng hợp là 7 màu lúc trước. Che khuất bầu trời, phía sau có quầng sáng nở rộ. Hiện ra, Dương Bách Xuyên thốt ra hai chữ. Ngay sau đó, cây lớn che trời phía sau hắn lập tức ngưng tụ thành trạng thái thực thể. Cùng lúc đó, thân thể của Dương Bách Xuyên cũng biến mất. Lúc này hắn đã hoàn toàn hóa thành một yêu thụ quỷ mẫu.
thân cao trăm trượng, trông như đã hóa thành thực thể hoàn toàn, nhưng thật ra không phải trạng thái thực thể. Kỳ thực là một loại hình thái, cũng có thể xem là thân thể của Dương Bách Xuyên. Hiện tại hắn chính là yêu thụ quỷ mẫu. Sau khi cắn nuốt và luyện hóa, hắn đã lấy được tất cả của yêu thụ quỷ mẫu. Hóa thành yêu thụ quỷ mẫu tương đương cướp đoạt thần thông thiên phú. Dương Bách Xuyên có cảm giác nếu lúc này Cố Diệp đứng trước mặt hắn, hắn thi triển ra một cành cây hoặc một dây leo là có thể quật chết Cố Diệp. Mở, Dương Bách Xuyên khẽ hô, đột nhiên một nhánh dây leo tách ra, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, biến thành to như thùng nước, vươn dài ra đến tận ngọn núi cao trăm mét cách đó hơn nghìn mét. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong đầu, ầm một tiếng, hắn điều khiển nhánh dây leo này quất vào ngọn núi. Trong tiếng vang ầm ầm, ngọn núi cao trăm mét nứt đôi. Lực lượng của một kích thi triển lần này vượt quá tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Nói cách khác, sau khi dung hợp luyện hóa, hắn đã kế thừa tất cả của yêu thụ quỷ mẫu. Một kích này chỉ là một nhánh dây leo thôi đấy, hắn còn có thể biến ra hàng nghìn hàng vạn dây leo. Tưởng tượng xem biến ra hàng nghìn hàng vạn dây leo công kích thì hiệu quả sẽ ra sao. Chỉ tưởng tượng thôi mà Dương Bách Xuyên đã kích động rồi. Nghĩ sao làm vậy là phong cách của tên họ Dương nào đó, hắn lập tức thầm niệm trong lòng. Nháy mắt yêu thụ quỷ mẫu đã mọc ra vô số dây leo nhanh chóng vươn ra, lúc này mới là che khuất bầu trời đúng nghĩa. Sau khi tất cả nhánh cây mọc ra, chúng có hình cái ô, trực tiếp lan rộng ra tạo thành một không gian nhỏ khoảng 1.000 mét vuông. Không gian này chính là không gian Dương Bách Xuyên và Đông Nhan Lão Quỷ tiến vào lúc trước. Hoàn toàn hình thành một kết giới. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên chấn động, đương nhiên cũng nằm trong dự đoán của hắn, cảm giác rất quen thuộc và hình tượng. Đây là lực lượng thiên phú của yêu thụ quỷ mẫu. Đương nhiên đây chỉ là một hai thứ có thể thi triển ra mà thôi, Dương Bách Xuyên biết ngoài những thứ này ra còn rất nhiều thứ khác. Thật ra hình thái này của yêu thụ quỷ mẫu còn có thể biến ảo diễn sinh ra rất nhiều, tiến công phòng thủ đều có. Nói chung là Dương Bách Xuyên cảm thấy tu vi hiện tại của hắn là đại la thượng phẩm, nhưng cộng thêm cả hình thái sức mạnh của yêu thụ quỷ mẫu thì hắn cũng không biết mình có thể phát huy thực lực gì. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, cảnh giới đại la không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đánh với Hỗn Nguyên Đạo Tiên sơ phẩm như Cố Diệp cũng không thành vấn đề. Thậm chí trung phẩm cũng có thể. Đương nhiên cụ thể là thực lực hiện giờ của mình ra sao, hắn không dám chắc. Nhưng từ giờ trở đi, Dương Bách Xuyên đã có tự tin đi tìm Cố Diệp của Tiên Đan Lâu gây chuyện. Trong lòng hắn đã nhịn một cục tức vì bị Cố Diệp dồn ép vào tình cảnh tự sát cực mạng, mặt khác trước đây hắn đã hứa với Kỳ Quân Tiên Nhân là sẽ tiêu diệt Tiên Đan Lâu và Cố Diệp. Tính sổ cả nợ cũ lẫn nợ mới luôn một thể Dương Bách Xuyên nghiên cứu hình thái hiện tại của mình một lượt, khôi phục bản thể. Sau đó, hắn thầm niệm trong đầu, tiến vào không gian bình càn khôn. Bởi vì Tuyết Hương vẫn còn ở trong không gian bình càn khôn. Sau khi Tuyết Hương bị thương, Dương Bách Xuyên dứt khoát thu vào không gian bình càn khôn, không biết hiện giờ vết thương của nàng ấy thế nào rồi. Hắn đã cho Tuyết Hương uống 3 giọt nước sinh mệnh, lúc đó nàng ấy bị thương rất nặng, không biết nước sinh mệnh có tác dụng với nàng ấy hay không. Dương Bách Xuyên vừa tiến vào lập tức nhìn thấy Tuyết Hương, nàng ấy đang ở bên cạnh trứng côn bằng. Tuyết Hương, vết thương của ngươi sao rồi? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng, trong lòng cũng thầm thở phào. 300 năm trước đã ổn rồi. Tuyết Hương nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi tới, hai mắt chợt sáng ngời, sau đó hỏi, ngươi không sao chứ? Mặc dù Tuyết Hương là một nữ yêu tiên không giỏi ăn nói, nhưng nàng ấy rất lo lắng cho Dương Bách Xuyên, hơn nữa nỗi lo lắng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất tất nhiên là vì nước sinh mệnh, bởi vì bất cứ yêu tộc đã uống nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên đều bị hắn khống chế sinh tử. Tuyết Hương là thuộc hạ của Dương Bách Xuyên, tự nhiên có tâm lý bảo vệ chủ nhân. Nguyên nhân thứ hai, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên Tuyết Hương tiếp xúc, là người mà nàng ấy tin tưởng. Vì vậy Tuyết Hương mới liều mạng đỡ một kích của Cố Diệp thay Dương Bách Xuyên. Ta cũng không sao, Dương Bách Xuyên trả lời, sau đó kinh ngạc hỏi, ý ngươi là thời gian đã trôi qua 300 năm. Vâng. Tròn 388 dặm, Tuyết Hương đáp, là 300 năm nhỏ hả? Đúng vậy, hai người trò chuyện một lúc, chuẩn bị xuất phát. Dù sao vết thương của Tuyết Hương cũng hồi phục rồi. Lần này ra ngoài tuy thập tử nhất sinh nhưng cũng là cơ duyên lớn. Hắn không chỉ lấy được quỷ mẫu hoa lệ, mà còn đồng hóa yêu thụ quỷ mẫu, tu vi tăng vọt tới cảnh giới đại la chí tôn thượng phẩm. Xét về thực lực chân chính, Dương Bách Xuyên tự tin mình có thể đối phó với Cố Diệp cấp bậc Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Lần này đại nạn không chết. Tiêu hao tổng cộng 400 năm ở đây, có thể nói là thu hoạch khá lớn. Đáng quý nhất là bản thân yêu thụ quỷ mẫu là lão yêu vạn năm vô cùng cường đại, có thể dễ dàng cắn nuốt cao thủ đại la. Hắn tưởng tượng, cảm thấy rất thú vị. Lúc đó đám người Cố Diệp và Kim Quy Tiên Nhân, cảnh sán đều cho rằng hắn chết chắc. Nếu bây giờ hắn ra ngoài, ha ha, thành Tiên Đan nhất định sẽ rất náo nhiệt.
đương nhiên lần này hắn ra ngoài với ý định khuấy động sóng gió thành tiên đan. Mục tiêu đầu tiên là giết Cố Diệp, xoa sổ tiên đan lâu lúc vào phải mất một thời gian rất dài, nhưng khi rời đi thì nhanh hơn nhiều. 3 ngày sau, Dương Bách Xuyên đã ra khỏi núi. Điều này là do phần đoạn đường khó đi nhất có thân hình to lớn của yêu thụ quỷ mẫu tồn tại, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Nhưng hiện tại, yêu thụ quỷ mẫu đã bị hắn nuốt chửng, luyện chế. Không còn uy hiếp lớn nhất, tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi ra khỏi núi, hắn đã có thể nhìn thấy cung điện gác mái của thành thiên đan, Dương Bách Xuyên vẫy tay thả chim thần ma, Tuyết Hương và Yến Xích Hà ra ngoài. Tính ra thì đã 400 năm, vết thương của họ đều đã khỏi hẳn. Tất nhiên, có chút ngạc nhiên khi chim thần ma thực sự có thể trò chuyện với linh hồn bình càn khôn, Dương Bách Xuyên hiểu rằng chính linh hồn bình càn khôn đã giúp đỡ chim thần ma và khiến nó thức tỉnh sớm. Đây là điều khiến Dương Bách Xuyên rất vui. Chim thần ma mặc dù có đôi lúc bị nói chuyện rất khó nghe, nhưng lại đặc biệt trung thành với hắn, ví dụ như lần trước cứu hắn, cho hắn một giọt máu bản mệnh, Dương Bách Xuyên biết chim thần ma quả thực đang chảy rất nhiều máu. Dương Bách Xuyên ghi nhớ cái ân huệ này của chim thần ma, trong lòng cảm thấy biết ơn. Hắn quyết định sau này sẽ đối xử tử tế hơn với nó, dù sao nó đã cứu được. Mạng của hắn thời điểm nguy cấp nhất, người còn lại là Tuyết Hương, đối với cô gái ngây thơ và đơn thuần này, tình cảm của Dương Bách Xuyên đối với nàng ấy đã thay đổi kể từ khi hắn giúp nàng chặn đòn của Cổ Diệp. Vì lý do này, Dương Bách Xuyên sẽ không bao giờ quên cảnh tượng nàng ấy bị Cổ Diệp làm bị thương ngày hôm đó. Về phần Yến Xích Hà, hắn ta cũng tốt. Hắn ta đã hoàn thành nghĩa vụ của một thuộc hạ trung thành và sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vào thời điểm quan trọng, Dương Bách Xuyên cũng không còn định kiến gì với hắn ta nữa. Trong suốt 400 năm này, bản thân hắn là người nhận được cơ hội lớn nhất. Tu luyện để tiến tới Đại La không phải là điều mà ai cũng có thể đạt được. Trong tiên giới, có một số người có thể cả đời đều bị nhốt ở Kim Tiên, chỉ có thể hướng về Đại La. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành Đại La thượng phẩm thật sự. Hỗn Nguyên Đạo Tiên đã không còn là vấn đề đối với hắn nữa. Tiếp theo hắn sẽ đối mặt trực tiếp với Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Mục tiêu xác định là Tiên Đan Lâu, việc cần giải quyết đầu tiên chính là Cổ Diệp. Chưa kể đến bản thân mình, Dương Bách Xuyên đã thầm thề sẽ cho Tuyết Hương một lời giải thích vì cú đánh mà Cổ Diệp giáng cho Tuyết Hương. Chủ nhân, chúng ta không cần chuẩn bị gì cả, cứ như vậy đến Tiên Đan Lâu sao? Yến Xích Hà hỏi, về kế hoạch tiếp theo, Dương Bách Xuyên đương nhiên đã nói với Yến Xích Hà và những người khác. Theo quan điểm của Yến Xích Hà, thuộc hạ trung thành, mặc dù tu vi của chủ nhân đã tăng như tên lửa đến cảnh giới Đại La Thượng Phẩm, nhưng hắn ta vẫn lo lắng về việc tiêu diệt Tiên Đan Lâu. Xét cho cùng, Cổ Diệp, chủ nhân của Tiên Đan Lâu, là một tiên nhân Hỗn Nguyên Đạo Nguyên, mặc dù theo Dương Bách Xuyên cũng là Hỗn Nguyên Sơ Phẩm, nhưng đối thủ cũng là cao thủ Hỗn Nguyên. Khoảng cách giữa Đại La và Hỗn Nguyên không chỉ là khoảng cách đơn giản về cảnh giới. Ha ha, cái gì, ngươi không tin chủ nhân của ngươi? Không tin thực lực hiện tại của ta sao? Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn Yến Xích Hà. Yến Xích Hà cảm thấy có chút sợ hãi khi Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng ánh mắt xa lạ, nhanh chóng xua tay nói, không, không, không. Không, ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân, ngài có thần thông, thuộc hạ là chỉ là lo lắng. Được rồi, đừng lo lắng, ta hiểu rõ ngươi nghĩ gì. Chờ đến Tiên Đan Lâu, ta sẽ cho ngươi xem chủ nhân của ngươi mạnh đến mức nào và đánh bại lão già Cổ Diệp khốn kiếp đó như thế nào. Dương Bách Xuyên ngắt lời Yến Xích Hà với một nụ cười. Ừm, được rồi, ta tin tưởng chủ nhân. Cùng lắm thì chủ nhân lên núi đao, thuộc hạ xuống biển lửa. Cút đi, Dương Bách Xuyên càng nghe càng khó chịu, đá một cước Yến Xích Hà nói, ai muốn xuống biển lửa với ngươi. Lần này bổn chủ nhân xuống núi là để làm chuyện nên làm, đau đầu nhất chính là Tiên Đan Lâu. Đúng, đúng, chủ nhân nói đúng. Yến Xích Hà lúc này càng tin tưởng, càng cảm thấy áy náy, nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn ta lại theo một vị chủ nhân như Vơ Kỳ. Cho dù thật sự bị ném vào biển lửa, hắn ta cũng phải nhảy vào cùng. Được rồi đi thôi, Dương Bách Xuyên xua tay, 3 người một chim tiến vào đường phố ồn ào náo nhiệt của thành Tiên Đan. Việc làm của Dương Bách Xuyên thực sự đã để lại một huyền thoại khắp thành Tiên Đan. Mặc dù số lần hắn xuất hiện ở thành Tiên Đan có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng tên tuổi của hắn đã lan rộng khắp thành Tiên Đan. Trước hết, lần đầu tiên hắn vào thành Tiên Đan, nhặt được một minh văn đạo. Phù gần như không có gì, sau đó bị một trong 3 thế lực lớn của thành Tiên Đan, Đại Tiểu Thư Cổ Liên Hoa, truy nã toàn thành. Sau đó xảy ra sự kiện yêu thụ quỷ mẫu, nó vẫn được truyền đi, và tất cả các vị tiên trong thành Tiên Đan đều biết về Dương Bách Xuyên. Bởi vì chủ nhân của Tiên Đan Lâu, Cổ Diệp, một cao thủ Hỗn Nguyên Đạo Tiên, đã hoảng hốt, và trong sự kiện của yêu thụ quỷ mẫu, 3 thế lực lớn ở bên ngoài, đó là Tiên Đan Lâu, Điện Ma Đan, và Hỏa Vân Các đều được điều động.
ngoài ra, ngay cả người luyện chế kim quy tiên nhân của tiên minh luyện tạo cũng tham gia. Đương nhiên, đông nhan của điện ma đan, cổ liên hoa của tiên đan lâu, cùng đại kiếm sư Hàn Dương đều chết ở bên trong. Mặc dù 7-800 năm đã trôi qua kể từ khi bị cổ liên hoa truy nã, nhưng tính ra là ở hạ giới, đối với tiên giới mà nói, lần này kỳ thực chỉ là một cái búng tay. Chẳng có gì cả, bất cứ vị tiên nào từng nhìn thấy hình ảnh của ba người họ đều sẽ nhận ra. Đặc biệt, trong số ba người, mái tóc trắng của Dương Bách Xuyên là nổi bật nhất và dễ thu hút sự chú ý. Vì vậy khi ba người bước vào con đường ồn ào náo nhiệt của thành tiên đan, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.